Làm thầy nha, mỗi bạn làm thầy hai câu đi cho nó nhanh gọn. Rồi câu đầu tiên Bình làm thầy hai câu đầu tiên đi Bình. Thôi, à đúng rồi Bình đi, đúng rồi. Bắt đầu từ câu 26. 26. Lấy đề chưa Bình? Chưa đúng Dạ không? rồi thầy. Rồi ok Dạ rồi, 26. Rồi vô thể coi câu này dễ làm rẹt rẹt thầy. Em làm thầy ba câu Dạ luôn đi, thầy. em thầy cho em ba câu luôn á. Dạ thầy, 26. 26 là em chọn B. 26 chọn B, dịch thầy coi. Dạ thầy, là cái cơ sở vật chất thì nó ngày trở nên càng tệ. Đúng không? Cơ sở vật chất càng ngày trở nên càng tệ. Được chưa? Facility đó chính là cái danh từ là cơ sở vật chất. Được chưa? Đó, và thầy có Dạ. gì? Facilitate động từ mang nghĩa là gì em? Facilitate có nhớ nghĩa mang nghĩa là gì không? Facility gì thầy? Facilitate này thầy đang gõ đây nè, facilitate. Đây là động từ của facility. Nó chính là gì? Làm cho gì các bạn? Có ai nhớ không? Facilitate mang nghĩa là gì? À, không đứa nào nhớ luôn. Làm cho thuận tiện hoặc là làm cho nó dễ dàng, được chưa? Đó, làm cho nó thuận tiện hoặc làm cho nó dễ dàng. Rồi thì câu này chắc chắn là chọn worse and worse. Cái này là so sánh gọi là lũy tiến càng ngày càng rất là dễ. Nó sẽ chia ra hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó chính là tính từ ngắn. Tính từ ngắn thì các bạn chỉ cần thêm er, and và er. À, chưa? Trường hợp tính từ dài thì more and more cộng tính từ dài, quá đơn giản rồi. Câu số 27 thầy luôn đi em. Dạ thưa thầy, 27 em nghĩ là C. C, vậy câu này dịch là gì? Dạ thưa thầy, là tôi không có một cái ý kiến Không, không nào có ý mà kiến em. No, I have no idea. Không phải là tôi có ý kiến mà tới giờ còn I have no idea mà còn tôi không có ý kiến nữa là sao? Tôi không có ý kiến tại sao à? Không, I have no idea sao mà tôi không có ý kiến. I have no idea dịch là gì mấy đứa? tôi không biết. Ừ, tôi không biết chứ sao mà tôi không có ý kiến. Dạ, tôi không biết rằng tại sao giáo viên của tôi lại không tán thành với cái quyết định đó của Đúng tôi. rồi, chọn thầy approve of. Các bạn nhớ I have no idea hoặc là I have no clue, đó chính là tôi không có à, xin lỗi, là tôi không biết. Được chưa? À, câu này tôi không hiểu lý do tại sao, tôi không biết lý do tại sao. Nhớ thầy, I have no idea, I have no clue, y chang như I don't know nha. Đó thì câu này protect from là gì em? Dạ thưa thầy, là cứu ai từ cái gì đó, Bảo vệ khỏi, không có bảo cứu vệ em. ai Cứu từ là cái và gì? bảo vệ Cứu là gì? Đúng rồi, save from say mới là cứu. Được chưa? Bảo vệ từ thì nhớ thầy là protect from. Nhớ không thầy nha, đề thì nó ra nó sẽ ra gì? Protect chấm chấm chấm, chọn thầy chữ from, protect from. Sau những cái này động từ thêm in với thầy. Introduce đi theo giới từ to thì cái này ai cũng biết rồi, giới thiệu ha. Và cuối cùng specializing mang nghĩa là gì em? thầy, là thuộc về lĩnh vực gì đó, Sao mà thuộc chuyên chuyên về lĩnh vực gì chuyên đó. về một cái lĩnh vực nào đó, chuyên môn về lĩnh vực nào đó. Được chưa? Nhớ thầy những cái động từ này nha. Rồi thì câu này chắc chắn thầy chọn thầy câu C. Được chưa? Và quan trọng á, đề thi nó có thể là nó không ra động từ, nó cho sẵn động từ, buộc các bạn chọn giới từ. Được chưa? Bạn cho đề thi mà ra didn't, didn't approve, chọn thầy chữ O. Quá đơn giản rồi. Câu 2829 với thầy luôn nè. Thầy cảm ơn em. 2829 với thầy nè. Thôi, mời bạn khác đi. Thầy mời cao nè. Từ trên xuống dưới đi. Vậy thứ hai là em chọn addition. Ở đây tự tu dịch thầy nè. Vậy thứ hai là những thanh thiếu niên có thể trở thành Trở nên chứ sao mà trở thành em? trở nên cống hiến từ Yeah. addition. Vì mà vừa cống hiến em, cống hiến là vừa addicted to mà vừa cống hiến đâu phải là dedicated. Dedicated đâu, bị lộn rồi. Addicted to mà vừa quên nghĩa rồi hả? Dạ, nhớ nhầm đó rồi thầy. Chứ audit thì tu là không, đừng quên nha. Audit thì tu không nhớ hả? Cái này mình có social media là gì? Không Là cha. cái phương tiện truyền thông. Truyền thông đâu ra truyền thông em? Social mà. Đại chúng. Cái gì đại chúng, phương tiện đại chúng là cái gì? Social media. Ủa trời, Cao bị sao này bị Cao? What's wrong with you today á Cao? Vậy em còn hơi đơ đơ hồi chiều mới thi xong thầy. Ôi trời, thi xong là đang bị thất vọng ấy hả? Dạ hơi đơ đơ chút xíu Nó thầy. đơ đơ là sao, kiểu như là bài nó dồn dập quá hay như thế nào? Dạ nó dồn quá thầy. Nó dồn quá hả? Nó dồn là như thế nào ta? Là em có thời gian để em học tiếng Anh không? Dạ có thời gian để ngồi ôn thầy. Rồi, ok. Thầy có social media gì là mạng xã hội em? Thì gì, ở đích thì đoán thì có mạng xã hội thì cái từ ở đích thì tu là cái gì? Thanh thiếu niên có thể nghiện Nghiện thầy. mạng xã hội Dạ nếu như đây. thưa thầy, là thanh thiếu niên có thể trở nên nghiện mạng xã hội nếu họ không thể kiểm soát được cái thời gian mà họ dành cho nó. Rồi chưa? Addicted to thầy. Em có nhớ từ trái nghĩa của addicted to là gì không?
Vậy là không 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 để tâm, không để ý là in giấy là in rồi chắc in nó nhắc nó nhớ mặt chữ quá. Trái nghĩa với tôi gì mấy đứa, ở đi từ tu trái nghĩa với tôi gì? indifferent thầy. Đúng rồi, indifferent. Trời ơi, vậy biết bao nhiêu lần rồi. Được chưa? Và addicted to nó sẽ đồng nghĩa với tôi gì mấy đứa? Để chắc là cũng nhớ rồi. Hooked on, đúng không? Vậy, đó, hooked on. Sao lớp mình có đứa nhớ, có đứa không nhớ ngộ ha. Có nhiều bạn nhìn vô một hai lần là nhớ, còn nhiều bạn nhìn hoài mà không nhớ nổi, ngộ ha. Đúng là mỗi người kiểu như là mỗi khác. Ôi trời, cái tay của thầy nó bị tê chết rồi. Rồi câu số 29 đến thầy luôn đi em. Cái này là một cái câu về liên từ. Chọn hàng dịch dịch thầy được coi. Thì để thầy là cái việc mà đốt cháy nhiên liệu hóa thạch thì nó trở nên Đâu có trở nên đâu em, đâu là trở nên. là cái so rộng hiệu ứng nhà kính rộng Ừ, lớn. là sao? Chữ so dịch là gì? Sao mình dịch lướt là sao em? Vậy là cái tài nguyên Đâu phải resource đâu mà tài nguyên. source. Cái việc mà đốt cháy nguyên liệu hóa thạch đó chính là cái gì? Chỉ so sẽ gì? À, cái nguồn. Về cái nguồn, Chứ về sao mà cái những nguồn cái từ hiệu vựng ứng ngày nhà hôm kính nay rộng mà lớn. đi tới giờ mà cũng để quên tới quên lui là sao vậy Cáo? Là cái nguồn ngày đây. Về cái nguồn gây ra hiệu ứng nhà kính rộng lớn mà Gas emission là nguồn. gì? Em phải dịch nguyên cái gas emission mới mới cái greenhouse chứ. Vậy là cái khí gây cái khí thải ra mà gây hiệu ứng nhà kính. Cái khí thải hiệu ứng nhà kính, cái khí thải nhà kính là được rồi. Khí thải nhà kính được chưa? Cái việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch là cái nguồn khí thải nhà kính nhiều nhất được chưa? Rồi vế sau là gì? Vì vậy nó gây ra cái sự cái ô nhiễm môi trường Chọn hai từ câu không gì? Rất khí đẹp thầy, đó chính là về câu sâu. chữ sâu nhanh gọn được chưa bạn? Rồi thì câu này thì về thì chắc chắn nó sẽ ra hai câu nhé các bạn. Thế bạn nhớ được cái việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch được chưa? Rồi thầy có chữ đốt cháy này nó sẽ đồng nghĩa cái gì? Sự đốt cháy là từ gì mấy đứa? Ai nhớ không? Có ai biết từ sự đốt cháy ngoài chữ burning còn từ gì? Come gì? Có ai biết không? Đúng Combustion. rồi, combustion. Nhớ thầy nha. Đề thi có thể ra cái này nha. Mấy đứa có thể ra chữ combustion này nha. Đó chính là cái sự đốt cháy. Được chưa? Cái việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. Ok ha. Nhớ chỉ so là cái nguồn, còn chỉ resource mới nó là gì? Nó chính là cái tài nguyên. Được chưa? Đó. Rồi, câu này là một cái liên từ các bạn ha. And là hai vế nó gọi là nó tương đương nhau. Được chưa? Hai vế nó tương đương nhau. O là hai cái sự lựa chọn. So là nguyên nhân kết quả, còn chữ no thì tính sau đi. Rồi. Câu số 30. 30 là về thị các bạn ha. Câu 30 câu 1 34 thầy nè, thầy mời Nhung làm thầy đi Nhung. Dạ thầy. 30. Thầy ơi, Dung hay Nhung thầy? Nhung nhờ ông Nhung, Hồng Nhung á, Hồng Nhung. Dạ, câu 30 em chọn câu A. Tại sao ông chọn câu A? Dạ, thầy hỏi Tại sao? sao em chọn câu A? Dạ, tại vì cái giấy nó được phát minh trước cái máy in nên Có này em dịch nó xài coi, em dịch nó coi, em dịch nó coi. giấy được phát minh phát minh trước cái máy in. Giấy được phát minh trước máy in à, nhưng mà tại sao em dùng quá khứ hoàn thành? Dạ thưa thầy là em nghĩ là tại vì nó có before, trước before là happen. Ừ, thì đó là trước thầy từng dạy em đúng không? À, nhưng mà em nhớ nè, sau before sẽ là gì thầy nói nha. Before, vế sau before, vế sau before phải dùng thì gì? Dạ thưa thầy là hiện hiện Quá khứ quá gì? khứ dạ quá khứ hoàn thành. Thầy kêu là vế sau before em. Vế sau before nhưng mà tại sao cái này không có quá khứ hoàn thành? Sau before mà sao quá khứ? Em nên nhớ là sau before nó là thì gì?
Và vế còn lại nó sẽ là thì gì? Chứ không phải là sau before là quá khứ quan thời được không em? Sau before phải là thì Dạ. gì? Và vế còn lại thì nó mới là thì gì? Nó nhớ lại thầy coi. Dạ, sau before là quá khứ đơn, còn với còn lại là quá khứ hoàn Em phải nói hảo. như vậy chứ, tự nhiên sau before là tào lao rồi, sau before là quá khứ đơn là đâu đúng đâu. Nói chi thì em coi nè, sau before nó phải quá khứ đơn không? Dạ không. Nó có phải là một cái vế không? Dạ không luôn thầy. Không. Cái này không phải là một cái vế. Cho nên là không được sử dụng này là quá khứ đơn, vế trước là quá khứ thành được. Cho nên câu này chỉ dùng thì gì thôi. Dạ, quá khứ. Nó biết bao nhiêu là cái quá khứ cho em, từ quá khứ đơn hay quá khứ hoàn thành hay quá khứ tiếp diễn chứ, đúng À dạ, không? quá khứ đơn, quá Thì khứ câu này chọn như đơn. thầy kia. Dạ cô D. Câu D, được chưa? Là giấy được phát minh trước, ở chỉ là máy in, được chưa bạn? Đó, ok ha. Mặc dù có chữ before này, nhưng mà các bạn cũng coi cho thầy, được chưa? Đó, nếu mà sau before là quá khứ đơn thì vế còn lại, thầy nói vế còn lại nha, bởi vì thầy không biết là vị trí của chữ before là nó đứng giữa hay nó đứng đầu, được chưa? Đó, cho nên là sau before là quá khứ đơn, vế còn lại là quá khứ tiếp diễn, mà sau before nó là một cụm danh từ thì vế trước là quá khứ đơn thôi, được chưa bạn? Mà câu này thầy nghĩ nó cũng, cái câu này thầy thầy lấy ở trong sách ra mấy đứa cho nên có thể ra, nhưng mà xác suất ra nó cũng không cao đâu, được chưa? Rồi câu số 34 thầy luôn đi em. Dạ câu 31 em chọn câu A. Rồi chị thầy coi. Chúng ta cần học 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 nhiều hơn về cái sự Tìm đốt hiểu cháy nhiều hoàn hơn, đừng toàn có học và hơn em, tìm hiểu nhiều hơn về cái sự đốt cháy hoàn toàn và không hoàn toàn để loại bỏ cái khí ô nhiễm. đúng rồi, chúng ta còn phải tìm hiểu thêm về cái việc mà đốt cháy hoàn toàn và không hoàn toàn của gọi là những cái nhiên liệu để mình giảm cái sự ô nhiễm của không khí, được chưa? Các bạn thấy cái từ vựng nào thầy đã dạy các bạn mà nó quen quen, các bạn quẹt cái thầy những cái từ mà thầy hay dạy các bạn á, quen quen các bạn quẹt, mặc dù các bạn không nhớ nghĩa nhưng mà các bạn nhớ mặt chữ là được rồi, được chưa? Đó, combustion nãy vừa mới nói rồi. Rồi câu số 32 và câu số 33 thầy nè, 32 33 thầy nè. Hey, mời Mỹ Duyên. Câu này có khó nha. Khó thì cũng khó đâu. Dạ. Để em đọc xíu. Ừ, đọc đi. Các bạn cũng làm thầy nha, các bạn còn lại cũng làm thầy. Dễ hai à. Từ từ em kêu cháu em tắt tivi rồi đó. Trời ơi là trời. Rồi chọn đi em. Dạ con này chọn if Tại sao em chọn if thì em dịch thử coi. à. Đợi em xíu. Cái gì vậy trời? Thôi thầy cảm ơn em, thầy mời Dung nè em. Dung là thầy có 32 đi Dung. Dung 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 Thùy Dung là thầy có 32 nè. Dạ thưa thầy là câu 32 em chọn ít. Tại sao chọn íp? Em dịch nghĩa Ờ, là dịch nghĩa vậy. thêm chị giúp thầy nha. Dạ thưa thầy là ngày càng nhiều những cái động vật quý hiếm sẽ chết bởi nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục gây ô nhiễm cho sông Cái kiểu và là biển ừ, hồ. ok rồi. Đó. Aquatic. Aquatic animal, để thầy để sợ từ điển thôi. Để phải có biết cái từ này nó phát âm là gì. Aquatic đúng không? Để tôi coi coi. Aquatic đúng rồi. Đó chính là động vật dưới biển, được chưa? Đó, chứ không được gọi là động vật tuyệt chủng gì đâu em. Đó, những động vật dưới biển nó sẽ chết, được chưa? Càng ngày sẽ càng có nhiều động vật biển, được chưa? Sẽ chết nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục cái kiểu, được chưa? Động vật dưới nước đi, đừng vào dòng động vật biển, động vật dưới nước cái thầy. Bởi vì có sông hồ các kiểu mà, được chưa? Thì rõ ràng cái này không được dùng chữ em, và chúng ta vẫn không thể dùng chữ non, càng không thể dùng chữ quen khi mà chúng ta, được chưa? Đó, phải dặn thầy chữ if, được chưa? Nếu chúng ta, nhưng mà xin coi thử coi, quen
Câu này chọn chữ when cũng được, không sao các bạn. Chữ when thì nó cũng không hề sai, nhưng mà câu này đúng nhất vẫn là chữ if, được chưa? Đó. Nhưng mà câu này là bởi vì bài này câu này thầy soạn. Thầy tự soạn cho nên là vẫn chưa rõ, cho nên nhưng mà nếu đề thi trên trường mấy đứa thì nó sẽ kỹ hơn. Được chưa? Thật ra tự soạn là như nào? Là câu này thầy lấy trong sách bài tập mấy đứa. Đó, cho nên là nguyên câu này là trong sách bài tập nè, mà trên trường của mấy đứa rất là thích lấy trong sách bài tập. Đó, cho nên là có thể có khả năng trúng nha. Thầy nói trước các bạn, 10 tờ thầy gửi các bạn ngày hôm nay khả năng trúng rất là cao. Cho nên các bạn coi kỹ thầy nha. Rồi, tiếp tục câu số 33 thầy luôn đi dung. À, câu số từ 34 đi em, 34 đi, bởi 33 nó tương tự rồi, 34 đi. Dung làm luôn đi em, một bạn làm hai con. Dung. Dạ thưa thầy, câu 34 em chọn gì? Tại sao em chọn gì? Dịch cho thầy đi. Dạ thưa thầy là những cái có biết chữ candidate là gì không? Các bạn không biết từ vòng chỗ nào thì các bạn cứ nói, chứ các bạn đừng có sờ từ điển hay là lên mạng tra nha các bạn. Cái nào không biết thì dịch cho thầy. Thì gọi là nói không biết, chứ không còn phải lên mạng tra từ điển hay sờ gì hết nha. Tí nữa có học sinh tới nữa, chứ sao mày đóng gì mà sớm như vậy? Nó còn tới, nghĩ sao từ từ đóng. Tụi nó còn đi học trễ lắm á. Rồi, câu này candidate mang nghĩa là gì mấy đứa? Thí sinh là chơi thí sinh hoặc là ứng cử viên, các bạn biết không? Candidate đó chính là thí sinh hoặc là ứng cử viên, tùy trường hợp. Đối với trường cuộc thi mình nhìn là thí sinh, còn đối với cái trường hợp mà mình đi làm việc á, mình đi gọi là ứng tuyển công việc thì là ứng cử viên, được chứ? Rồi câu này dịch thầy coi. Dạ thưa thầy, là những cái thí sinh quyết định dọn. Mấy người thí sinh mà em dịch mấy đứa này dịch nó là dịch nhẫn em. Dạ mấy người thí sinh quyết định. Ủa chứ candidate có S đâu mà em dịch là mấy người thí sinh, sao có những cái từ nó đơn giản thôi mà cũng để thầy nói nữa là sao? Dạ thí sinh. Cái người thí sinh. Dạ, biết người nào chưa? Sinh. Biết người nào chưa? Dạ thầy. Có biết người nào thí sinh nào chưa? Biết thí sinh nào dạ, chưa? Rồi. Có chữ đờ nè, nhưng mà mấy người một người em phải dịch là cái người thí sinh chứ. Chứ sao những người thí sinh em dịch, nếu mà em dịch như vậy thì là chủ ngữ số nhiều. Mà chủ ngữ số nhiều dễ, bộ đề thi này bắt các bạn chia động từ số ít số nhiều. Em chơi nó là chủ em chia đã, em nghĩ là những thí sinh chủ ngữ số nhiều cho nên em cho nó cho động từ nguyên mẫu là không được. Thấy không? Dịch tào lao cái mình làm sai rồi. Dịch thử coi, lại coi. Dạ thưa thầy, là người thí sinh quyết định dừng lại cái chiến dịch bởi vì nó rất là mắc và không hiệu quả. Thì nó quá là mắc và nó gì đây? Dạ nó không hiệu quả, em chọn A. Ừ thấy không, nãy chọn gì? Dạ D. Yeah. Đấy thấy không, nó chưa đọc kỹ. Thầy nhắc lại thêm một lần nữa nhé các bạn đừng có thấy câu nó dễ là các bạn làm rẹt rẹt, không được. Tâm lý như vậy là không được. Hồi nãy cái lớp kia cũng vậy, nhìn vô ôi câu này dễ làm tùm lum, nhìn mới như đọc câu A câu B câu C câu D không đọc luôn là đâu có được đâu. Thầy nói các bạn làm, các bạn mắc mớ, các bạn có thời gian mà mắc mớ, các bạn phải đọc đọc lướt là như nào, cứ đọc hết bốn câu trả lời A B C D rồi loại bỏ này nọ kiểu đó thầy đó. Dạ bộ thầy không hỏi lại thì có phải làm sai câu này mà trong khi câu này là câu dễ đúng không? Đó, toàn là sai mấy câu dễ không, ngộ ghê vậy luôn đó. Đó, làm từ từ với thầy. Rồi thầy nhắc lại, efficient đó chính là không hiệu quả nè. Efficient này là hiệu quả thì chắc chắn chọn thầy không hiệu quả, bởi vì dịch nghĩa vậy. Câu này hiệu quả hay không hiệu quả được chưa, thì dịch nghĩa thôi, bởi vì nó quá mắc và nó không hiệu quả. Thì câu này đang còn một cái tính từ, efficiency là danh từ, là cái sự hiệu quả. Rồi tiếp tục câu số 35, câu số 33 và câu số 35 nha. 33 và 35. 33 thầy mời Giảng Liêm nè, Diễm Lan nè em. Diễm Lan. Ồ Diễm Lan có mic đâu? Diễm Lan có mic mà. Diễm Lan, có Diễm Lan có đó không ta? Bé ơi, coi đó không vậy bé ơi? Trời thiệt luôn á trời. Thầy mời Ngô Lan, làm thầy đi. Ngô Lan có biết không?
Ngô Lan có biết không Ngô Lan? Không luôn hả? Có sao kỳ vậy ta? Gia không làm thầy đi Gia không? Ủa Gia không đang không kém biết luôn hả? Ủa Gia không đâu rồi? Dạ con đây thầy. Thì nó lên cho thầy chứ. Dạ con đây bị lấy Ôi nên cha món mà ừ. ngon ăn. Dạ vài người nông dân vẫn sử dụng cái xe tải cũ gì thầy, Ừ, cái xe chữ kệ gì nó đi, thầy? kệ quan tâm, khỏi quan tâm cái xe tải diesel cũ gì đó. Ừ. Vì thế họ nhận thức được vì thế nên họ đã nhận thức được rằng cái sự Emission là gì? Emission nè. vậy là khí thải, Exhaust là gì? vậy là gì nó cạn kiệt đó thầy. Không cạn kiệt đâu em, mới dịch đâu, mới dịch sao từ điển cạn kiệt đúng không? Vậy chưa thầy, Exhaust động từ mới là cạn kiệt, còn này là gì? Exhaust này dịch là gì mấy đứa? thải ra Đúng rồi, thải ra, khí thải. Được chưa? Thì câu này là gì? Một số một vài người nông dân vẫn sử dụng những cái xe tải chở dầu cũ. Xe tải chở dầu diesel xin lỗi, những cái xe tải chạy bằng dầu diesel cũ. Bởi vì các bạn, nhưng mà thầy nghĩ là mấy đứa học hóa thì mấy đứa phải biết. Ủa em có biết có khá hóa không vậy không? dạ Rồi cười rồi, cũng tôi hiểu rồi. Diesel đó chính là cái dầu diesel mấy đứa, cái dầu dầu cái xăng á, là phải dầu xăng. Được chưa? Những cái xe tải chạy bằng xăng diesel cũ. Được chưa? Đó, rồi chấm với chấm là họ nhận thức được cái gọi là cái khí thải cao của gì? Của chúng là của gì? vậy có cái dầu đó Của cái xăng á. Được là chưa? Vậy câu này em chọn gì? dạ C Why chú chọn C nè. kiểu họ dùng cái gì đó nên là vì do đó mà họ nhận thức được cái điều Ừ, đó đúng thầy. rồi, thì chọn thầy đó chính là có gì thôi, đó chính là cho thầy câu 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 gì em, câu mấy? Một cái xe Ờ thầy. câu C, chữ sâu cho thầy ha. Rồi, tiếp tục với thầy. Câu số 35 cho thầy luôn em, đây là một câu màu từ. Dạ, để con làm Coi luôn coi hả đi, thầy? em làm luôn, mỗi bạn làm hai câu thầy nè. Con chọn Con câu làm luôn, trời nghe câu tôi mới có 23 tuổi mà cứ con làm thiệt chứ. Làm như là bà trẻ lắm vậy á. Rồi, chọn lại coi. B35 em chọn B. Tại sao em chọn B? Kiểu nó xác định được hết rồi thầy. Chọn B. Có bạn nào chọn khác hay không? Có ai chọn khác không? Thầy hỏi thầy chưa nói đúng hay sai nha, thầy chỉ hỏi là có bạn nào chọn khác hay không? Em chọn C. Tại sao em chọn C? Dạ cái cây cầu nó không có đời này. Đúng rồi, cầu là không có đờ mấy đứa. Cầu là không có đờ nha. Nhưng mà tại sao em chọn chọn chữ the phía trước chữ British? Museum, cái viện bảo tàng này. Ừ, viện bảo tàng thì phải như thế nào? Dạ có đời này. Đúng rồi, viện bảo tàng thì phải có đơn. Thì câu này phải chọn thay gì đó chính là câu C. Thì các bạn đó, when I lived in London đó, I often visited. Nhưng mà câu này câu khó mấy đứa, thầy không biết đề thi nó có ra hay không nữa, nhưng mình cho thầy nghĩ chắc cũng không ra đâu. Thì các bạn nên nhớ là gì, đối với cái trường hợp mà gọi là cái cầu á là mình sẽ không có đơn. Được chưa? Còn đối với bạn viện bảo tàng thì các bạn chơi đơn thầy đi. Ok ha, viện bảo tàng thì có đờ, còn cầu là không có đờ, đường là cũng không có đờ, được chưa? Thì chắc là hiện tại thì thầy nghĩ là cái bài mà mạo từ nó lâu quá rồi, cho nên là thầy sẽ gửi lại video cho bạn nào cần coi, bởi vì đề thi nó sẽ chắc chắn ra ít nhất là một câu mạo từ, thầy nghĩ nó ra một câu mạo từ á. Đề thi vừa rồi mấy đứa sẽ ra, hình như là ra ba câu, đề thi lần này chắc là ra một câu thôi. Đó thì thầy sẽ gửi gửi video của bạn và có một cái bài về mạo từ riêng cho các bạn luôn. Được chưa? Bởi vì mạo từ nó rất là nhiều, cho nên là phải có bài riêng các bạn. Được chưa? Rồi, nhớ thầy câu 35 chọn C ha. Rồi, câu số 36 thầy nè. 36 và 37 thầy nè. Thầy mời Nguyên đi Nguyên. Dạ 36 thầy. Ừ, 36 em. Đây thì ha. 36 em chọn D. Tại sao em chọn D? Quá khứ tiếp diễn đang diễn ra thì việc Gì? xét xen vào thật. Đâu được câu 36. Chọn D. Thì con này dịch là gì? Khi mà lần cuối tôi gặp anh ấy thì anh ấy đang ở London. Thì cái này không phải đang xen vào đâu em. Đối với trường quá khứ tiếp diễn này không xen vào nữa. Được chưa? Cái việc mà đang tạm thời diễn ra ở trong quá khứ.
Được chưa? Mà cái này thì các bạn cứ nhớ thầy, sau when là quá sau when là quá khứ đơn, vế còn lại một là quá khứ hoàn thành, hai là quá khứ tiếp diễn. Tùy, được chưa? Coi cái trường hợp nào, nếu mà câu đó đang nói về quá khứ tiếp diễn thì chọn quá khứ tiếp diễn, mà câu đó nó về quá khứ hoàn thành á thì mình sẽ... các bạn hiểu không? Bởi vì đề thi nó chắc chắn nó sẽ chia ra bạn hai trường hợp thôi. Một là bắt các bạn phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn. Trường hợp thứ hai là bắt các bạn phân biệt giữa quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành. Được chưa? Đó, một là quá khứ đơn, hai là quá khứ tiếp diễn. Hai là gì? Quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành. Được chưa? Thì câu này nó đang nói về quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn. Được chưa? Cho nên thầy chọn câu D thôi. Với lại câu này nó đâu có quá khứ hoàn thành đâu, cho nên không được chọn quá khứ hoàn thành. Trong khi nãy thầy nói các bạn, sau when là quá khứ đơn, vế còn lại là gì? Là quá khứ hoàn thành. Nhưng mà các bạn phải xác định cái việc đó nó có xảy ra trước hay không thì mới sử dụng quá khứ hoàn thành. Được chưa? Đó, ok ha. Khi mà lần cuối cùng tôi gặp anh ấy thì anh ấy đang sống ở London. Cái việc mà quá khứ tiếp diễn nó dùng để diễn tả một sự việc nó tạm thời diễn ra ở trong quá khứ, một việc tạm thời ở trong quá khứ. Thầy đã từng dạy các bạn rồi. Được chưa? Ngoài cái việc là một việc đang diễn ra trong quá khứ và hành động khác xen vào á thì cái đó là không nói rồi. Nhưng đề thi có thể nó ra đối với trường hợp là gì? Một hành động nó tạm thời ở trong quá khứ. Mà cái gì tạm thời trong quá khứ người ta dùng quá khứ tiếp diễn. Được chưa bạn? Đó, ok ha. Thì các bạn chỉ nhớ thầy hai trường hợp. Một, sau when là quá khứ đơn, vế còn lại là quá khứ hoàn thành. Nếu mà cái quá khứ hoàn thành cái vế sau nó xảy ra trước, được chưa, thì mình dùng quá khứ hoàn thành. À, và cái trường hợp còn lại là một cái là quá khứ hoàn thành, còn vế còn lại là quá khứ tiếp diễn. Được chưa? Đó, ví dụ thêm cái nữa là gì? When I arrived home, my mom was cooking. Được chưa? Đấy, khi mà tôi về nhà thì mẹ tôi đang nấu ăn. Được chưa? Thì đối với trường hợp này là cũng là một việc đang diễn ra và hành động khác xen vào. Cái này thì mới đúng là một việc đang diễn ra và hành động khác xen vào. Cho nên tùy trường hợp mấy đứa. Cái này tùy trường hợp. Mặc dù các bạn thấy, ủa thầy ơi, cái này cũng là when, cũng quá khứ đơn, vế sau của nó là quá khứ tiếp diễn, mà hồi nãy thầy mới nói là một việc nó đang tạm thời, mà còn cái này nó đâu phải tạm thời đó. Thì nhưng mà cái này tùy trường hợp. Được chưa? Tùy cái nghĩa của nó. Đó, chị các bạn. Đó thì đây rõ ràng một việc đang diễn ra, đang nấu ăn nè, và trường hợp xét xen vào là gì? Đó chính là tôi về nhà. Được chưa các bạn? Đó, ok ha. Cho nên nếu mà bài nó phân biệt các bạn, mình coi thử phân biệt giữa quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn. Đó thì vế trước nó đang quá khứ đơn thì chắc chắn vế sau là quá khứ tiếp diễn. Được chưa? Rồi. Nhưng mà đối với cái trường mà quá khứ hoàn thành á, quá khứ hoàn thành nha, had cộng đầu thuộc 3 nó chỉ ra được vài trường hợp thôi, đó chính là before, after, by the time rồi until đó mấy đứa. Chứ when thì nó thầy nghĩ chắc nó không ra đâu. Được chưa? Cho nên là câu mà nó khó quá, các bạn không biết à chọn cái này quá khứ hoàn thành hay quá khứ tiếp diễn mà nó có chữ when á thì quẹt cho thầy quá khứ tiếp diễn nha, cứ nhớ vậy thầy. Rồi, câu số 37 thầy luôn đi em. Nguyên. Ủa cái tay thầy nó bắt đầu nó tê rồi mấy đứa. Nó bắt đầu nó cái mạch máu ở trong cái tay của thầy nó bắt đầu nó bị sao rồi? Ôi cha. Câu 37 làm thầy coi. Dạ, câu 37 em chọn C là. Ờ, câu này gì cho thầy coi. Dạ, người ta di cư đến những cái vùng đô thị với một cái quy mô lớn bởi vì cái sự thiếu hụt những cái nguồn tài nguyên ở những cái khu vực nông thôn. Đúng rồi, resources là cho chọn thầy nguồn tài nguyên hay là cái nguồn. Resources hay là sources? Yeah, resources. Đúng rồi, resources, các bạn nhớ nha. Source đó chính là cái nguồn. Nhưng mà cái đây là nguồn gì các bạn? Đó chính là cái nguồn gọi là, ví dụ như hồi nãy thầy vừa nói các bạn, chữ soil đó chính là cái nguồn nước nè. Được chưa? The soil là cái nơi bắt đầu. Cái nguồn là cái nơi bắt đầu. Được chưa các bạn? Đó, còn resource này là cái tài nguyên. Được chưa? Đó, cái nguồn gọi là cái nguồn nhân lực. Được chưa? Thầy chọn thầy câu C ha. Rồi, thì câu này thầy dịch lại cái gì? Là con người, những người mà di cư đến những cái vùng đô thị với gọi là cái quy mô, với cái quy mô mà nó lớn, do gì đây? Do cái sự thiếu hụt nhân lực, ở cái sự thiếu hụt những cái nguồn tài nguyên. Những cái nguồn tài nguyên là những cái nguồn tài nguyên về công việc nè, đó, về gọi là kinh tế nè các bạn, ở vùng nông thôn. Rồi, câu số 38 của 39 thầy nè. Có câu nào mà thầy làm bị thiếu thì các bạn nói thầy nữa nha. 38, 39, thầy em ơi. Ui cha. Minh Thư giúp thầy nè, Minh Thư. Dạ. Coi đi em, coi đi. Chết luôn thầy. Sao 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 sao?
Ý là dịch ra trước nha thầy. Hoặc câu này dịch trước đi em đi. Và những người nông dân nhỏ thấy nó khó để sống bởi vì Khó để kiếm sống em thì con em chọn gì? Cái này liên quan về cái co-location nha, thì chọn lùi thầy A, B, C, D. Cái này cũng dễ thôi. kiếm sống chắc B. Chọn gì? Vì chồng B. Rồi, chọn B. Được chưa? Đó, các bạn nhớ thầy, make a living như thầy nha. Make a living, đó chính là gì? Đó chính là kiếm sống, kiếm ăn. Được chưa? Make a living. Make a making là gì? Make a living. Các bạn cứ nhớ là gì, cái đề thi nó ra chắc chắn nó sẽ ra hai câu về collocation. Hai câu về collocation là những cái mà động từ mà nó cố định đó, thầy dạy các bạn rất là nhiều lần rồi. Đó, ví dụ như là take for granted nè, rồi gọi là take a break nè, được chưa? Hoặc là gọi là make an effort này nọ, cái kiểu thường nó ra nhiều nhất đó chính là những cái động từ make, take, do. Được chưa? Đó, ra nhiều nhất là make, take, do, cho nên là cái gọi là cái câu mà gọi là collocation mà nó khó, các bạn không biết làm lần đầu tiên các bạn gặp, thì các bạn cứ chọn lựa, thầy nhắm mắt chọn một là make, hai là take, ba là do, chọn một trong ba cái đó. Được chưa mấy đứa? Giả bộ câu nó giả bộ câu này đi, nó bỏ chữ do, nó còn chữ make chữ take, thì mấy đứa nhắm mắt chọn một là make hay là take. Nhưng mà thầy cảm thấy là chữ make nó nhiều nhất mấy đứa, thầy cảm thấy chữ make này nhiều nhất, cho nên thấy khó thì mấy đứa cứ chọn make cái thầy nha. Cứ khó thì chọn gọi là nhắm mắt nhắm mũi chọn make cái thầy. Được chưa? Nếu mà nó không có make thì nhắm mắt nhắm mũi chọn take hoặc là chọn do. Nếu mà câu đó không biết làm, nhớ thầy nha. Đó, ok. Bởi vì đề thi rất là dễ ra những cái mà collocation với make, take và do, nhiều nhất là vẫn là chữ make. Được chưa? Đó thì câu này là gì, make a living đó chính là kiếm sống. Calamity là gì mấy đứa, các bạn đã nhớ calamity là gì không? Calamity là gì, có ai biết không? Vừa mới học cái bài vừa rồi rồi. Đó chính là cái dịch cho thầy đi, viết viết vào thầy, đó chính là cái thiên tai. Cái thiên tai hoặc là cái tai họa, được chưa các bạn? Nếu mà thiên tai thì nó vẫn nếu mà gọi là thiên thiên là nó phải dùng chữ natural disaster thì nó sẽ ổn hơn. Còn đối với cái trường hợp này, tùy trường hợp mình sẽ dịch nó khác. Được chưa? Thì trường hợp này thầy dịch cho nhanh gọn là thiên tai. Nhưng thật sự thì dùng chữ calamity nói về cái thiên tai, ví dụ sóng thần hay là hạn hán á, thì nó vẫn chưa thích hợp cho lắm. Được chưa? Thì con này thầy dịch là cái tai họa. Được chưa? Tai họa. Tai họa. Nhưng mà trong cái bài này thầy dịch thiên tai đi. Được chưa? Đó. Encounter là gì mấy đứa? Encounter là gì? Dạy rất nhiều lần rồi, encounter là gì? Gặp hoặc là đối diện. Được chưa? Thì câu này là gì? Là những người nông dân mà thấp kém thì thấy nó khó hơn để gọi là kiếm sống. Bởi vì ở đây những cái thiên tai mà họ phải gọi là đối mặt. Được chưa? Rồi tiếp tục câu số 39 thầy luôn nè. Làm thầy câu số 39 luôn đi em. Dạ, Dịch mình thầy sẽ nè. học cung cấp cơ hội việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn. Thầy chọn gì? Dạ, income. Income, thu nhập cao hơn, thầy chọn chữ income. Chữ fair là tiền gì em? Chị tiền lãi. Chữ file là tiền gì? Để chuẩn bị nó Dạ, lá tào lao tùm lum nè. Chữ wage là tiền gì? tiền lương. Ủa sao tiền lương? Tiền lương sao mà tiền lương là salary chứ sao mà tiền lương? Wage là tiền gì? Sao dạy cho đã rồi cũng quên nữa, là sao em? Ủa bạn làm Minh Thư mà đúng không? Sao quên nữa thầy rồi, nhớ được cái thì tiền thu nhập à. Còn wages, file, fair dạy hết rồi. Cũng quên luôn. Ôi cha mẹ ơi. Dở dễ sợ luôn, dở luôn. Nhớ được mấy cái từ đơn giản, còn mấy cái từ mà thầy đã dạy một lần, hai lần không nhớ nổi. Chữ fair là tiền gì mấy đứa? Fair là tiền gì? Tiền vé Tiền vé. Viết vào thầy. Ủa Minh Thư lấy đề gì Minh Thư? vậy rồi thầy. Rồi, fair là tiền vé. File là tiền gì các bạn? Tiền phạt. Quay sẽ tiền gì mấy đứa? Tiền lương. Lương, lương theo gì? Tiền công cho Tiền thầy. công. Được chưa? Mấy đứa phải nói kỹ, tiền lương nó khác tiền công chứ đúng không? Đó, tiền công là tiền công như này. Tiền lương nó khác tiền công ở chỗ nào? Salary, đó chính là tiền lương đúng không? Thì cái này ai cũng biết rồi. Tiền lương theo tháng. Quay là tiền công theo, nó sẽ tính theo, có thể tính theo giờ, có thể tính theo ngày, hoặc là có thể tính theo tuần. Nó sẽ không có gọi là nó liên quan về
cái tổ kiểu như là nó mình làm tạm thời được chưa đó, mình làm bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu, đó gọi là tiền công. Còn tiền lương thì nó phải có chế độ này nọ, kiểu làm theo tháng này nọ được chưa. Thầy dùng chữ salary, file là tiền tiền phạt nè, fare là tiền vé nè, income là cái gọi tiền, thu nhập theo năm, tổng thu nhập đó các bạn, income được chưa. Đó thì tiền gọi là tiền thu nhập nó cao hơn. Và cái cuối cùng better assets đi theo dưới từ gì luôn Minh Thư em? Tu Tu, được chưa? Nó mang nghĩa là gì? Và nó có gì đấy? Help facility gì cho thầy luôn nè. Có nhớ nghĩa không? Hay là là chỉ nhớ mang máng? cơ sở vật chất và sức khỏe. Thầy biết rồi, nhưng mà cái better access to mình dịch là gì? Cung cấp về cơ hội việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn và gì đây? Và cái sự gì? Sự tiếp cận, sự truy cập. Được chứ? Đó, ok. Kiểu như là mình sẽ sử dụng cái quyền sử dụng, và kiểu như là có thể sử dụng cái cơ sở vật chất tốt hơn và cái giáo dục tốt hơn. Được chứ? Rồi, ổn áp, nhưng mà có làm được đúng là được rồi. Nhưng mà giả bộ đề thi nó chọn cho em chọn A, B, C không biết nghĩa thì làm sao làm, trong khi thầy đã dạy rồi. Uổng không? Rất uổng, rất uổng luôn á. Rồi, tiếp tục câu số 4 sẽ chụp cho thầy nè. Đây là liên quan về cái bài unit 2 hay unit 3 vậy, thầy nhớ hình như unit 2 về cái bài động tính từ ghép. Được chưa? Đề thi chắc chắn ra một câu. Rồi thầy sẽ mời đứa nào đây? Tính ra là dạy lớp mình thoải mái hơn mấy lớp kia. Trời ơi, mấy lớp kia hơi bị yếu, thầy buồn dễ sợ buồn. Rồi, câu số 40 của thầy nè, thầy mời ai làm đây? Ủa Diễm Lan nãy giờ làm chưa Diễm Lan? Diễm Lan đi đâu rồi đúng không? Diễm Lan nãy giờ làm câu nào chưa? Diễm Lan đi đâu rồi á? Vậy thôi ta mời khoan này, khoan 40 đi em, Dạ. 40 41 như này luôn. À 40 42, 40 42 nha, 41 làm sau nè, 40 làm này coi. Hai là ở thành phố phát triển thì người ta được tiếp cận với nhiều công việc Ờ được hơn. rồi, nhanh gọn, được rồi. Thì câu A dọn dịch là gì đây? Chỉ còn dịch cái cụm đầu tiên được rồi. Down to earth là gì? Hai là thực tế. Hoặc là gì? Thực tế hoặc là gì? Chưa phát triển mà. Thì thực tế là chưa phát triển là sao em? Chữ down to earth nè, tự nhiên chưa phát triển là sao ba? Em quên nghĩ hai rồi thầy. Chờ nghĩ hai là gì mấy đứa? Chứ sao mà gì vậy cho đã rồi con quên nghĩ hai là gì? Thân thiện. Thân thiện. Biết là down to earth là gì? Đó chính là thực tế hoặc là thân thiện. Hai nghĩa. Thực tế, thân thiện. Nếu mà thực tế nó sẽ đồng nghĩa từ gì mấy đứa? Practical. Được chưa? Thân thiện là friendly, quá đơn giản rồi. Fast growing là gì? Phát triển nhanh, thì chắc chắn trong những quốc gia, những cái thành phố phát triển nhanh. Cost effective anh nghĩ là gì đây khoan? Cost cost effective là gì? Lại là ít tốn kém, Ít tốn kém, hiệu quả về chi phí. Và time consuming là gì? là tốn thời gian, Trái nghĩa với từ gì? là tem ít này, Tham gì? là Tham ít tiền này. Tham save saving với sao? Em nói gì vậy? Tham effective làm gì có phải tham effective? Tham saving là chưa, tiết kiệm thời gian, được chưa? Còn time consuming là gì? Tiêu tốn thời gian, tốn nhiều thời gian. Được chưa các bạn? Có nhiều đó tôi cũng nhớ nữa. Tại nó lại down to earth là thân thiện hoặc là thực tế. Thực tế đồng nghĩa với practical. Ủa cái tay của thầy, ui nó bị tê hoài vậy. Fast growing là phát triển nhanh đấy các bạn. In fast growing cities. Những cái bài này thầy toàn lấy trong sách, mà đề thi toàn lấy trong sách nha mấy đứa. Rồi câu số 42 cho thầy luôn đi em. Em có nhớ cái gọi là cái câu giả định không khoan? Chắc nhớ mà đúng không? Ừ, vậy câu này chọn gì đây? Thầy chọn Chuẩn bị ký đầu nè. thầy chức ngân thầy từ cái thầy Ừ, rồi ok, cho thời gian làm. Bởi vì câu giả định là lâu lắm rồi chưa chưa dạy, cho nên là có thể các bạn bị quên. Thôi coi lại thử coi. Chọn câu D thầy. Tại sao em chọn câu D? Em thấy nghĩ nó dặn thầy. Mà tao lao đi nha. Câu 42 á, 42, 42 em, 42, 42, Đúng rồi. 42. Đang làm câu 41 hả? Dạ.
42. À, Nhớ câu gia đình đi làm đó. bốn hai là câu A thôi. Tại sao em chọn câu A? Thầy, cái cụm đó là nó nguyên mẫu thầy. Ừ, nguyên mẫu thôi, thầy nói lại cái câu giả định cho các bạn. Chứ cha hồi nãy hỏi lớp kia, câu giả định nhớ không? Không, mà trong khi câu giả định nó dễ không mấy đứa? Câu giả định ta nói là câu cho điểm mấy đứa luôn, thầy nói thiệt mấy đứa là câu cho điểm mấy đứa luôn, rất là dễ. Được chưa? Thôi thầy nói là câu giả định. Hồi nãy thầy biết đâu rồi. Đây. Câu giả định nó thường đang nói về những cái lời khuyên hoặc là những cái yêu cầu. Ví dụ, nó quan trọng rằng chúng ta nên bảo vệ môi trường. Cái thứ hai, tôi yêu cầu là cái máy tính của tôi phải được sửa ngay lập tức. Những cái gọi yêu cầu hoặc là những cái lời khuyên. Để chơi nó sẽ có cấu trúc gì đây? It is. Tính từ. That. Chủ ngữ. Và động từ nguyên mẫu. Được chưa các bạn? Là không còn biết là chủ ngữ số nhiều hay là chủ ngữ số ít, động từ nguyên mẫu với thầy. Được chưa? Đó. Nhưng mà nó sẽ chia ra thầy ba trường hợp, nhưng mà cái trường hợp mà phổ biến nhất đó chính là động từ nguyên mẫu. Bởi vì sao? Ủa thầy ơi, tại sao mà chủ ngữ số ít mà động từ vẫn nguyên mẫu sao ngộ vậy? Bởi vì đúng của nó là nó có chữ gì? Nó có chữ should. Đúng của nó là có chữ should các bạn. Được chưa? Nhưng mà chữ should người ta bỏ đi, nhưng mà theo quy tắc sau should là động từ phải như nào? Động từ nguyên mẫu. Đúng không các bạn? I should go, he should go, she should go, chứ không có là he should là thêm s gì hết trơn. Đúng không các bạn? Đó, cho nên sau xuất động từ nguyên mẫu. Đó lý do tại sao mà chủ ngữ số nhiều mà đối với cái trường hợp này là nó là nguyên mẫu. Được chưa các bạn? Nó còn lại cấu trúc nữa, nó chính là gì? Những một vài từ ví dụ như là gì? Request nè, rồi propose nè, suggested nè. Request là yêu cầu, propose là đề nghị, suggested cũng là đề xuất đề nghị nè các bạn. Đó, hoặc là mình thúc giục, urge là thúc giục nè. Được chưa các bạn? Đó, đây là một số những cái động từ mà sau đó là có tác thì vế sau là người ta dùng câu giả định. Thì thật sự các bạn không biết nghĩa của những cái bài này thì các bạn làm cũng được, không biết nghĩa các bạn làm cũng được. Các bạn chỉ còn thấy là gì đây, nó có chữ it is, có tính từ, không biết tính từ đó tính là gì, nhưng mà nó có chữ that, rồi sau đó chủ ngữ và bắt các bạn chia cái động từ, thì đây là chắc chắn là dấu hiệu của cái câu giả định. Thì các bạn chỉ còn chọn, nhưng mà nó sẽ có ba trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó chính là câu khẳng định mà nó mang gọi là nó đang chủ động, thì động từ nguyên mẫu thôi. Ví dụ it is important that he hoặc là we go to bed early, nó quan cái việc mà nó quan trọng rằng chúng ta nên đi ngủ sớm, để chơi anh ấy nên đi ngủ sớm, thì vẫn là câu nguyên mẫu. Đây đối với trường hợp mà câu khẳng định nhưng mà ở thể chủ động. Được chưa? Đó, trường hợp thứ hai là phủ định. Ví dụ nó quan trọng rằng là mọi người không được xả rác, thì rõ ràng đây là gì? Đây là phủ định. Được chưa? Phủ định thì ví dụ thầy có chữ, ví dụ chữ không nên đi, thầy có gì? Chữ should not nè. Bây giờ mình bỏ chữ should rồi thì mình bỏ chữ should thì còn như nãy thôi. Được chưa? Cho nên trường hợp thứ hai là phủ định. Trường hợp thứ hai là gì? Là phủ định. Được chưa? Đó, ok ha. Và trường hợp thứ ba đó chính là gì? Đó chính là bị động. Được chưa? Mà các bạn nên nhớ ví dụ thầy nói là gì? Tôi nên gọi là ví dụ như là anh ấy nên được gọi là cho tiền chẳng vậy. Là chứ tôi ví dụ như là tôi nghĩ anh ấy nên được cho tiền. Được chưa? Đó bởi vì anh ấy nghèo quá. Được chưa? Cho nên người ta cho anh ấy là chủ động. Còn mà anh ấy nhận tiền thì anh ấy được nhận. Được chưa các bạn? Đó thì câu này thì nói là gì? Anh ấy nên được nhận tiền. He should. Được chưa? Bị động là phải có be. Bình thường là mình sẽ chia thì be is am always were, tùy thì mà mình chia be cho phù hợp. Còn đối với trường hợp mà gọi là động từ khiếm khuyết thì be của nó vẫn là be. Rồi sau đó chơi động từ của ba nhanh gọn, đúng bạn, he should be given the money chẳng vậy. Để chơi vậy đối với cái trường hợp mà câu giả định mà bị động thì mình bỏ chữ should đi, thì mình chỉ còn gì, mình còn be và động từ của ba nhanh gọn. Để chơi vậy ví dụ thầy nói là gì? Tôi yêu cầu rằng cái máy cái tủ lạnh của tôi nên được sửa càng nhanh càng tốt. Để chơi thầy rõ ràng cái tủ lạnh nó không thể là nó sửa được, cho nên nó phải bị động chỉ còn be cộng động từ cột ba. Được chưa? Đề thi vừa rồi của bạn, thầy đã nhắc các bạn rất là nhiều lần, đề thi nó ra mấy câu, nó ra ba câu giả định mà các bạn làm được có hai câu à, còn câu còn lại các bạn không có suy nghĩ tới cái trường hợp mà nó là bị động. Mà thầy đã nói các bạn rất nhiều lần rồi, thầy nói đường nào đề thi nó cũng sẽ ra trường hợp ba 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 cái trường hợp, một là chủ định chủ động, hai là phủ định, và trường hợp thứ ba đó chính là bị động. Thì các bạn coi nếu mà cái này nó đã chủ động thì chắc chắn câu còn lại nó phải là gì? Bị động. Nói xong mà cũng quên, cũng làm sai, không chịu gọi là mấy đứa phải suy luận ra.
thì một câu chắc chắn nó đã là chủ động rồi, thì đề thi nó không thể nào cho một câu chủ động thứ hai nữa. Mấy đứa phải là tư duy như vậy, suy luận, mình tự động suy luận ra được không đó. Cho nên cũng phải coi thầy câu này nó có chủ động, nó bị động hay là nó đang phủ định, để cho mình chia cho phù hợp. Để chưa coi nếu mà trường hợp giả bộ nó là người đi, à, chủ ngữ là người, người cũng có thể chủ động được mà, ví dụ được cho được tặng nè, hiểu không các bạn đó. Ok, thì đó là đối với trường câu giả định, được chưa? Bạn nào mà vào trễ mà chưa hiểu câu giả định là gì, vui lòng liên hệ thầy để thầy gửi video để cho coi, bởi vì đề thi chắc chắn ra câu giả định, được chưa? Và thầy sẽ gửi cho các bạn lại cái phần mạo từ nha. Rồi tiếp tục, vậy quay lại câu của Khoan nè. Thì câu này thì chắc chắn coi nè. Thì Khoan có còn coi lại không? Coi mình có phủ định hay là bị động hay không? Khoan coi lại với thầy đi, rồi chốt thầy nè. Không thầy. Rồi đúng rồi, chính xác. Vậy câu này vậy thầy coi. Dịch Chancellor. Dịch đi Khoan, hãy dịch đi đừng ngại ngùng. Dịch Khoan, đừng nói là mình đang gọi là sợ từ điển nữa nha. Thầy nói nhắc lại các bạn thêm một lần nữa, từ nay về sau không biết nghĩ từ nào, không biết làm câu nào. Dạ thầy ơi, em không biết làm, em không biết nghĩ từ này, chứ thầy không muốn các bạn là sợ từ điển hay là các bạn hỏi bạn để làm cái gì, nó rất là thiếu trung thực, không cần phải làm như vậy nha. Rồi Khoan đâu rồi, dịch coi. Đây thầy. Chính phủ nên khuyến khích phải control là gì? Hay là điều khiển thống trị. Trời ơi, điều khiển thống trị này cái ghê vậy. Kiểm soát ba nội. Và kiểm soát cái sự đô thị hóa và duy trì cái. Để duy trì sao em dịch là vá? Để duy trì cái khu vực đô thị bền vững. Ừ. Đó thì đó gì? Nó được khuyến cáo rằng chính phủ nên kiểm soát. Thì đây chủ mình có bị động không? Chính phủ bị kiểm soát bởi không? Không, không có chủ động, không có bị động. Cho nên làm chủ động, mà chủ động làm từ biến mẫu, rẹt rẹt nhanh gọn. Có phủ định hay không? Không phủ định. Câu này nó cũng đâu có đâu ra cho mấy đứa những cái lựa chọn phủ định, cho nên chắc chắn là một là bị động, hai là chủ động. À, nhưng mà câu này không thể bị động được, cho nên chọn thầy câu A. Là kiểm soát là cái sự đô thị hóa nhằm duy trì cái khu vực đô thị bền vững. Các bạn nhớ sustainable là tính từ là gì? Bền vững, đây là một cái tính từ nha. Thì chọn thầy đó chính là câu A. À, rồi tốt tiếp cho thầy bạn tiếp theo. Thầy ơi, Khánh Linh đi, Khánh Linh ơi. Khánh Linh nè, làm thầy câu số 41 đây em. 41. Khánh Linh ơi. Nàng đâu rồi? Khánh Linh, em nhà ở đâu thế? Khánh Linh đâu? Dạ. Đi đâu nãy giờ vậy? Đâu vậy? Mới ngủ dậy hả? Mới ngủ dậy hả? Dạ không. Ủa sao nãy giờ hỏi mới mở mic là sao? Dạ. Nãy giờ nói nãy giờ luôn sao? Giờ mới mở mic hay là bên đó mạng nó bị kém hay như thế nào? Mạng lát này. Ôi cha, lát như em luôn rồi á. Rồi câu này dịch thôi coi. Dạ cô thầy, là em chọn câu D. Dịch. Shopee. Dịch cho thầy, trời ơi bà Ly. Dạ cô thầy là sống. Thầy tin là nhắn sống. Dữ ha. Tin nhắn dữ ha. Tin nhắn đâu ra dữ vậy? Dạ cái máy khác thầy. Ôi trời đất ơi. Dịch coi. Trong một thành phố khổng lồ thầy, cái từ. Ừ dạ chị, khổng lồ. Thì khổng lồ về gì đây? Về hiện đại. Ừ. Enable là nhớ nhỉ không? Hay là cho phép. Ừ. Người trẻ tìm kiếm những công việc gì đây? Việc được trả lương cao. Ừ nhanh gọn, well pay. Là long term là gì em? Dạ thưa thầy, long term là thời gian dài hạn. Dài hạn up to date là gì? Cập nhật đây tính từ nha các bạn. Interest free là gì nhớ nghĩa không? Là không lãi suất. Đúng rồi, cũng nhớ từ vừa cũng giỏi chứ. Rồi sống trong một cái thành phố hiện đại và khổng lồ,
thì cho phép những người trẻ có thể tìm kiếm được những công việc có lương cao, well pay. Các bạn nên nhớ thầy, well pay nha, mà đề thi mà nó chỉ còn bỏ một cái này thôi là nó vẫn chưa đúng nha các bạn. Đó, nhưng cho nên các bạn kiểu như là các bạn làm lẹ là như thế nào? Đây, thầy cho các bạn một cái lỗi, đó chính là đây. Cho nên là bỏ cái này nha, tập bỏ cái cách đọc câu hỏi này nha. Cái gì vậy ba? Rồi, well. Ví dụ như là CC, ví dụ như là well pay như thế này. Đó, các bạn nhìn vô à, living à có chữ job thì job chắc chắn là gì? Công việc có lương cao. A B A cái well pay, quẹt well pay luôn, trong khi cái này nó không có đúng. Bởi vì nó thiếu một cái dấu gạch ngang như thế này thôi thì nó vẫn bị sai. Cho nên người ta mới gọi là tính tự ghép đó các bạn. Được chưa? Đó, cho nên là các bạn không chịu đọc câu C, không chịu đọc câu D, mà trong khi câu C câu D nó chứa câu đúng. Có phải làm ẩu không? Rất ẩu. Được chưa? Cho nên bỏ cái tập đó, đọc lại đọc hết 4 câu thầy. Được chưa? Đó, cho nên đề thi mà bắt các bạn nó biểu giải bộ câu này nó không liên quan về nghĩa, mà bắt các bạn chia thì thầy xin lỗi, nó chia gọi là cái từ loại, ví dụ nó coi cái cho gì đây, đó chính là good pay thì mình không được chọn, hay là well pay mà không có cái dấu gạch ngang cũng không được chọn, chỉ có chữ well pay có dấu gạch ngang như này, hiểu không các bạn? Đó, ok ha. Rồi thầy viết lại cái từ này từ gì đấy, quên bà nó rồi, long term, còn từ này từ gì mới nữa, ui 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 xích cái gì đấy, à up to day, nhớ nha, đọc kỹ từng câu. Được chưa? Interest free là gì? Đó chính là không lãi suất. Các bạn nhớ free là không á. Được chưa? Đó. Rồi. Thì các bạn nhớ giant là khổng lồ, nó sẽ đồng nghĩa từ gì khổng lồ? Enormous. Được chưa? Hồi trước thầy dạy các bạn một cái collocation là gì? Enormous benefit. Đề thi có thể ra này, đề thi ra là chấm 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 benefit. Các bạn chọn thầy enormous benefit. Được chưa? Những cái lợi ích to lớn, những lợi ích khổng lồ. Cái từ này nó có trong sách nha mấy đứa, cho nên là nó có thể ra nha. Rồi, tiếp tục câu số 42, 43 cho thầy luôn đi em. Khánh Linh làm thầy, mỗi bạn làm hai câu, 43 thầy nè. Khánh Linh ơi. Có đọc đi, đọc rồi làm thầy chốt chốt đơn thầy. Đây là chính phủ thúc giục mọi người Xí 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 câu này nó bị dư rồi đó, rồi chọn đi, chọn phải hiểu nha, phải cho chắc nha. Đặt câu hỏi nó có chủ động, nó có phủ định hay là nó có bị động hay không đó. Câu giả định. Rồi, câu giả định đúng rồi, chắc chắn là câu giả định rồi đó, thì thầy mới nói là ba trường hợp: khẳng định, phủ định hay là câu bị động đó. Câu này có dễ làm lẹ hay có đọc gì, đọc dữ gì, tại sao em chọn phủ định mà không được chọn khẳng khẳng định? Phụ đằng sau vậy, phủ định hay khẳng định? Nếu mà em chọn con D thì em quăng vào nó nghĩ nó phù hợp hay không, em dịch thử coi. Ủa sao mà bên Khánh Linh sao nó cứ sột 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 sột, có nghe thầy đang nói gì không vậy? Thì em quăng vào, em tại sao em chọn câu D? Tại sao em chọn câu D? Tại cái dịch nghĩa ra câu Em là dịch đi. tổng thống thúc giục mọi người là Thúc giục bằng. không nên lãng Ồ phí. chứ không nên đâu, không nên đâu. Câu D nè, câu D chứ không có thầy đó. Chứ không có thầy đó. Chọn câu C thôi. Thấy phải, tao có phải thêm một lần nữa đúng không? Có phải ẩu không? Ẩu không? Khánh Linh đâu rồi? Ẩu không? Là tại sao hồi nãy em chọn sai? Tại sao câu này chọn sai? Trả lời thầy lý do thôi coi tại sao chọn sai. Em lý giải tại sao em chọn sai. Em cả động từ nguyên mẫu luôn mà em không có để ý Thấy, nhưng chưa mà trước chưa khi em làm thầy nói nhắc em hai lần là gì? Trước khi em làm câu này thầy nhắc em hai lần là gì? Em xem câu giả định nó phải như nào, em nhắc lại thầy coi. định có phải là bị động khẳng khẳng định hay phủ định. Thầy nói chưa, thầy nhắc hai lần chưa? Rồi sao cũng làm bị tào láo. Đúng không? Mà thầy hỏi em nè, em vô trong làm đề thi câu này phải câu dễ không?
Dễ không? Rồi trong đề thi thầy có bên cạnh em không? Cái gì mà kỳ cục, làm cái câu này nãy giờ làm hai câu mà có một câu chốt vớt, trong khi những câu toàn câu dễ không à. Thấy chưa, tào lao tào lô đó, nhắc nãy giờ biết bao nhiêu lần rồi cũng như vậy. Đổ sông đổ biển luôn. Rồi, cẩn thận cho thầy lần sau nghe chưa? Rồi, câu số 44 thầy nè, thầy em ơi. Đứa nào đây trời? Ai làm đây? Ủa, bạn hai bạn Lan đâu rồi? Ngô Lan và Diễm Lan sao nãy giờ thầy không thấy đó? Hay nãy giờ có nhắn tin thầy? À, đang đang đâu họng? Dạ em đây thầy. Rồi, Diễm Lan nãy giờ đâu vậy? Where are you? Nãy giờ where have you been á? Nãy giờ em đi đâu vậy? Em lỡ chạy lên kêu mẹ em. Đó, cũng nữa. Dạ em lỡ chạy lên mẹ em không kêu chút. no 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 Nhưng mà no em no quay lại không liền. không 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 thầy đâu có biết được đâu, đây đâu thầy đâu nãy nãy giờ thầy đâu kiểm soát được là em đi bao nhiêu phút, em bao nhiêu tiếng, đúng không? Đúng không? Dạ em quay lại liền chứ mà thầy gọi người khác rồi. Dạ. Không 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 thầy gọi em hai lần, thầy gọi em hai lần, sau đó khoảng 3 4 phút 5 phút gì đó thầy gọi em thêm lần nữa, em cũng không bắt bả trả lời luôn, là em trung thực Dạ lại coi, em nói thử thử coi. em tưởng là mẹ em sai nhanh nhưng mà mẹ em Ủa nhưng quay mà sao lại. em vừa mới nói là em đi một xíu, em về liền đúng không? Ủa học thầy mà em học đâu cái thói nói láo vậy? Các bạn thấy các bạn có bao giờ các bạn qua mắt được thầy không? Cái trước giờ em học thầy lâu chưa? Dạ nhưng mà em Không được, phải xin phép thầy chứ, thầy đã thầy, học thầy biết bao nhiêu lâu rồi. em xin lỗi thật mẹ em. Nhưng mà đúng không? Lẽ vậy bây giờ em lỡ mấy câu, lẽ giả bộ mấy câu đó ra thì sao? Có phải lỗi của em không? Dạ lỗi của em. Cái này không phải là một cái lỗi, cái mặc dù đó một cái lỗi nhỏ nhưng mà nó là khác em. Thật sự là như vậy. Dạ em xin lỗi thầy. Mắc mớ phải nói láo để làm cái gì những cái việc này? Một câu xin phép nó đơn giản không? Rất xin giảm. Em chỉ còn nhắn tin thầy thôi, để thầy ơi, em đi này chút xíu. Dạ nhưng mà em thấy thầy đang dạy nên Em chỉ còn nhắn tin. dạ. Sao bữa giờ các bạn khác nhắn tin mà em không chịu nhắn tin như vậy? Hồi nãy một bữa cũng một bạn như vậy rồi. Trời đất ơi là trời. Vậy câu này em làm thử coi, câu số 44 và câu số 45 thầy. Dạ thưa thầy câu 44 Bình em tĩnh chọn. lại nè, thôi giờ không còn gì nữa, biết lỗi là được rồi, lần sau rút kinh nghiệm, bình tĩnh lại được chưa? Dạ. Rồi ổn, không sao hết, rút kinh nghiệm cho thầy được rồi, làm câu 44 câu 45 cho thầy nha. Rồi ok, kỳ coi kỹ thầy, cái này liên quan về gọi là từ nối ha. Đó thì em coi mặc dù, bởi vì mặc dù gì đó thì coi cho thầy kỹ. Rồi làm thầy câu 44 nè. Thưa thầy câu 44 em chọn C. Ừ, tại sao em chọn C? Đúng rồi nè. Dạ thưa thầy vì inspire đi với ọ. Ừ, inspire đi với ọt. Được chưa? Nhưng mà thêm một cái nữa là sau inspire ọt nó phải là gì em? Dạ thưa thầy sau inspire ọ nó là một danh từ. Danh từ Một hoặc danh từ. là hoặc là Cụm đúng rồi, danh cụm từ. danh từ thầy. Nhưng mà cái này cũng may một cái là nó có gì ọt cho em, cho nên làm cũng dễ. Được chưa? Đó các bạn, đôi khi các bạn bị nhớ bài like, các bạn chịu display off là chết thầy nha các bạn. Vậy câu này em chỉ giúp thầy nha. Dạ, thưa thầy là do cách Đó sao mà gió được? Did inspire off sao mà gió? Lạnh quá. Tại sao inspire off là gió? Nó phải because sao mà gió? mặc dù các chính sách Ừ, về gì đây? về môi trường Của của chính phủ Ừ, mặc cho những cái chính sách môi trường của chính phủ. Rồi vậy đây. và ô nhiễm ô nhiễm không khí và tiếng ồn Ừ. vẫn nguy hiểm. Potentially là gì? Có dạy, thầy dạy rất nhiều lần rồi, potentially là gì? Ô cha. Ôi dưa. Tiềm ẩn những nguy hiểm. À, nó vẫn còn gọi là nó còn tiềm tàng những cái nguy hiểm, nó vẫn còn tiềm tàng nguy hiểm, nó vậy này ổn rồi đó. Các bạn nhớ potential gì? Có tiềm năng, nhưng mà không gì có tiềm năng nguy hiểm, nó vẫn còn có tiềm nó tiềm tàng những cái nguy hiểm.
Được chưa? Dịch như vậy là ổn rồi đó. Đó, chọn thầy chữ inspire of. Đó, cho nên đề thi nó có thể ra câu này thầy lấy trong sách bài tập luôn mấy đứa. Nó có thể ra gì đây? Nó có thể ra viết lại câu các bạn. Nó có thể ra viết lại câu nha. Đó, cho nên câu này là thầy tạo một câu đục lỗ này, nhưng mà đề thi có thể là viết lại câu ha. Rồi làm thầy có 45 này, một cái mạo từ. Không phải mạo từ, gọi là một cái giới từ nè. Coi kỹ nha, coi kỹ. Câu này em dịch cho thầy coi. Dạ thưa thầy, câu 45. Khó nha. Rồi câu này dịch cho tôi coi. Đừng gì đây? Dạ thưa thầy là đừng đừng thải những chất hóa học Ừ, chắc học gì đây? độc hại nguy hiểm chứ Ừ, nguy hiểm và độc hại, nguy hiểm và và có độc hại, đúng rồi. và Về con có sông. hại Rồi gì xuống nữa? sông. Xuống sông, vậy câu này chọn gì? Đừng có thải xuống sông. Dạ, Đúng rồi, into, chính xác. Các bạn nhớ, các bạn có thấy à, chữ detrimental. À, detrimental thầy Duy đã từng dạy rồi, đi theo dưới từ tu là không có. Các bạn nhớ detrimental là gì? Đó chính là nó có hại. Có hại đối với ai đó. Có hại đối với ai đó, ví dụ như là gì? Cái thuốc này is detrimental to your health. Cái thuốc này nó có hại đối với sức khỏe của bạn. Được chưa? Còn đối với trường hợp này gì? Là những chất hóa học có hại vào sông. Được chưa? Mình làm việc này đừng có đổ những cái chất hóa học có hại này với sông là sao? Phải là vào sông. Cho nên là cũng một lần nữa các bạn cũng phải đọc kỹ, phân tích kỹ, chứ đừng thấy à có chữ detrimental đây đi theo dưới từ tu là đúng rồi, nhưng mà đối với trường hợp này gì, detrimental đi theo với danh từ nè, nhưng mà cái này nó đi theo chữ really nè, chỉ cái giới từ này đang còn đó là giới từ đi theo với chữ really chứ không phải cái giới từ đi theo chữ detrimental. Được chưa? Cứ thấy really chọn thầy giới từ into. Được chưa? Là đừng có thải, đừng có bỏ. Được chưa? Rồi nãy giờ em bị lỡ câu này, em nói thử nghe coi đứa nào đây, Khánh Linh hay là bạn nào thầy quên tên rồi, Diễm Lan hả? Em bị thiếu câu nào? Diễm Lan. Dạ, thưa thầy, dạ, câu câu 35 hay 35, 35, 36 thôi. Ừ, 35, 36 thì cũng ít quá ha. Hai câu rồi hả? Dạ, nhưng mà em hỏi đáp án rồi. Chỗ đâu ra sẵn vậy? Đâu ra em hỏi mấy mấy bạn nhắn tin, em nhắn ai? Em nhắn nha. Nhắn nha Dạ, nói. do lúc mà em đi á, mấy bạn kêu em là đi đâu, và thầy kêu. Đó. Sao nãy mấy bạn kia cũng chịu gọi là nói thầy. Giấu giấu để làm gì? Tí nữa xin video thầy coi lại mấy câu đó nghe chưa? Sửa lại thầy. Dạ Toàn là gì đâu mà. thôi Rồi. đừng nhé. Rồi ok tiếp tục thầy nè. Tại bà mẹ đồ luôn ha. Đó thấy không? Giờ mét mẹ luôn. Chết thầy học rồi, tôi nghe hết. Rồi, thầy nhắc lại các bạn thêm lần nữa nha, từ nay về sau học ai thầy không biết, nhưng mà thầy nghĩ là học ai nó cũng có quy tắc này. Các bạn đi đâu các bạn phải xin phép, đúng không? Đó. Các bạn chỉ cần nhắn tin thôi là được rồi. Rồi sau đó là các bạn phải xin video à em bị lỡ câu nào. Đó dù có nó đó cũng có nãy các bạn hồi nãy cũng gì, em cứ nghĩ là em đi chút xíu nhưng mà có đâu đi chút xíu đâu, đâu biết được đâu. Đó rút kinh nghiệm thầy nghe chưa, hồi bữa thằng Khoan rồi. Rồi, tiếp tục cho thầy hai câu tiếp theo nha. Thầy mời đang làm thầy là đang. Đang đó đang 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 nè. Làm thầy câu số 46 nha. Ra đang cố gắng. Hai câu. Chúng hết cho thầy hai câu nha. Cố gắng nha. Trời chứ mỗi lần là tới em thầy sợ lắm luôn em. Trời ơi. Từ từ thôi ha. Hai câu dễ nha. Có 46 nè. Nãy giờ câu nào thắc mắc không? Không, vậy làm thầy coi. Ngày hôm nay học trễ xíu nha. Không muốn sao em chọn C. Tại sao chọn xe? Đúng rồi đó. Hay Làm chọn bụi. review đi với trường Ừ, mang nghĩ là gì, tiền nhớ nghĩ giới. không? Nhạc đóng góp Đúng là rồi, vậy lớp con này không? dịch cho thầy coi. À, chữ hao nha em, các bạn xử với thầy nha. Chữ hao chứ không phải chữ trao đâu, chữ hao. Con này dịch là gì? Tôi không chắc rằng mọi người học sinh kiểu học sinh như tôi có thể đóng góp vào chiến dịch của bạn. Như thế nào cho thầy? Được chưa? Đúng rồi đó. Là tôi không chắc là làm thế nào để những người học sinh như là tôi có thể đóng góp vào cái gọi là cái chiến dịch của bạn hay là cái cuộc vận động của bạn. Rồi, ổn một câu, trời mừng quá, 50-50 rồi. Rồi sang câu cuối cùng thầy coi, gán ha. Câu này cũng dễ nè. À, thì coi thầy cho thời gian làm nha. Coi thử nó có tương phản hay không, hay là nó một cái nguyên nhân cái kết quả cho thầy. Đó.
cho thời gian làm thì coi kỹ ha. Vậy câu A. Câu A. However, nhưng tại sao không em dùng chữ but? Nó cũng là nhưng nè, nhưng mà tại sao không dùng chữ but? Yeah, tại vì cái này là vừa nói gì? Vừa nói cái Vừa nói lợi gì? ích của nó nhưng Thầy mà thầy thầy biết thiên kim rồi, của nhưng nó. mà chữ bớt nó cũng là nhưng mà, nhưng tại sao không chọn? Đúng không? Tại sao không dùng chữ bớt? Thì khi nào dùng however nó đều mang nghĩa là tuy nhiên hay là nhưng mà khi nào mình dùng however, khi nào dùng bớt em có nhớ không? Rồi, không. Ui chà. Rồi, xong phim. Đó, câu này câu dễ không? Câu này là câu dễ. Cũng biết là tuy nhiên giờ nhưng mà em chọn chữ however là chết rồi đúng không? Rồi thầy mời bạn giải thích nè, thầy mời bạn nào đã học thầy cái bài phần này rồi nè, ai đây trời, đứa nào đây Vi giải thích là coi câu này mình chọn however hay chọn bớt, tại sao em chọn bớt? Bởi vì bắt sau dấu Đúng phải. rồi, chữ bớt sao với phải, đơn giản không? Ui chà, đơn giản quá trời đơn giản luôn. Nó tương tự như cái show. But show này thầy nói lại các bạn. But show and for. Được chưa? Đó thì coi fan boy. Fan A là and, N là neither, N là nor, boy là b là but. Boy O là chữ gì? O là chữ R nè. Được chưa? Đó. Còn chữ Y là chữ Z nè. Sau những cái này, à, trước những cái này là dấu phẩy, nhớ này, trước những cái này là dấu phẩy, nhưng Z cũng là nhưng, bớt và Z đều mang nghĩa là nhưng nó cũng có một cái gọi điểm khác biệt nho nhỏ, nhưng mà các bạn khỏi cần biết. Đó, các bạn khỏi cần biết, các bạn học cao thì các bạn mới phân biệt được chữ bớt và chữ Z. Các bạn nhớ nha, chữ Z mà nó sau dấu phẩy thì nó trước dấu phẩy, nó thầy xin lỗi, nó sau dấu phẩy thì nó mang nghĩa là nhưng nha. Chữ Z khi nào mới mang nghĩa là chưa, khi nó đứng cuối cùng của một câu nó mang nghĩa là chưa nha. Chữ Z đứng cuối cùng của một câu mới mang nghĩa là chưa, được chưa? Đó, and, for, or, yet, những cái này nó đều sau dấu phẩy, được chưa? Đó, nhớ thầy nha. Còn however là gì? Dấu phẩy, được chưa? Thầy nói lại, những cái từ there for nè, hoặc là however, được chưa? Thì nó sẽ như thế nào? Nó đứng giữa dưới đây, dấu hai dấu phẩy nè, rồi dấu chấm phẩy nè, dấu chấm phẩy, rồi sau đó gì, dấu chấm đứng đầu câu, được chưa? Hoặc là nó đứng đầu câu các bạn ha, giữa dấu chấm và dấu phẩy đứng đầu câu, hai cái quỷ này dãy gối má. Ui cha, ôi tự nhiên thầy mắc ẻ quá mấy đứa ơi, mắc ẻ quá, thôi ráng học lẹ đi thầy, đi ẻ cái coi. Sao tối nay chưa ăn gì mà mắc ẻ vậy ta? Thấy không, thầy trung thực lắm mấy đứa đó, có sao nói vậy à, mắc ẻ cũng kêu mắc ẻ đó, mắc mới thì phải giấu giếm làm gì đúng không, suốt ngày giấu thầy, mấy đứa đã biết cái tính của thầy rồi, làm sao mà qua mắt được thầy mà cứ suốt ngày giấu 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 giấu. Rồi thì câu này dịch là gì đây thầy, thôi dịch lẹ luôn nè, một số những cái chất hóa học có thể được sử dụng để là gọi là lau chùi cái bề mặt, tuy nhiên chúng có thể ảnh hưởng tới cái chất lượng không khí và gây ra những cái vấn đề về sức khỏe. Problem này theo S rồi, được chưa? Đó, rõ ràng một cái gì dùng để nó đang tích cực, lợi ích là dùng để lau chùi cái bề mặt, được chưa? Nhưng mà nó chắc chắn nó có thể ảnh hưởng cái chất lượng không khí, hai vế nó đang tương phản nhau, dùng chữ bớt, được chưa? Rồi tiếp tục câu số 48 thầy, 4849, làm 4849 đi, rồi mình sẽ nhảy sang bài kia, xong cái bài test 1. Thầy mời ai đây? À, Bảo Vy giúp thầy nha, Bảo Vy ơi, Bảo Vy nè, Bảo Vy. Ừ, ok, nãy giờ kịp không em? Cái phần mà câu giả định em có hiểu, em vào trễ, em có em chưa hiểu đúng không? Chưa hiểu hay là đã hiểu rồi? Có gì thắc mắc không, để thầy gửi video có còn không? Rồi ok ha, vậy làm ta coi 48 nha. Cũng coi kỹ thầy cho thời gian làm á. Em có nhớ chữ depleted là gì không? À chắc là em vào trễ, chắc là chắc cũng có nhớ nghĩ không?
rồi không biết nghĩa thì không không thể làm. Các bạn, thầy nói các bạn một điều đó chính là gì, nhắc các bạn rất nhiều lần rồi, biết nghĩ mấy cái quỹ này hết nhưng mà không biết từ vựng thì cũng như là bỏ không đó, cho nên là từ vựng là vẫn là quan trọng nhất. Rồi vậy câu này em làm bụi em chọn gì, chọn lùi thì em chọn câu gì? Dạ, bởi vì em không biết chữ điệp biết tịch cho nên không biết câu này là gì đúng không đó. Rồi nhưng mà sao, nhưng mà sao chọn đế, chọn lùi à hay là chọn có căn cứ? Nhưng mà em đâu biết chữ điệp biết tịch đâu mà em biết nghĩa đúng không? Ủa nhưng mà sao giờ nhớ hay vậy, hay là mới sợ từ điển? Học trên trường sau nãy thầy hỏi điệp biết tịch mang nghĩa là gì mà không nhớ nghĩa? Ủa vậy hả, thầy không nghe, thầy nghe là em không nhớ nghĩa. Vậy con làm gì giúp thầy nha. Dịch nè, dịch nè. Ừ, nhiên liệu tái tạo, được chưa? Bởi vì đúng rồi, vì chúng không bao giờ cạn kiệt, nè chưa? Đó, ok ha, sau đó là để mà ha. Ồ đâu mấy quỹ này thì quá đơn giản rồi. Câu D. Rồi chọn thầy câu 49 luôn nha. Câu này câu dễ luôn nè, làm thầy luôn nè. Tại sao chọn C, dùng để làm gì đây? Vậy con em dịch đi, chắc em hiểu nhưng mà em nói không được thì em dịch giúp thầy nè. Điều này mình xem như cái mà em điều này nha, điều này gì đây, điều này sẽ giúp đó chính là bảo vệ trái đất của chúng ta cho cái trường thế hệ tương lai. Nhanh gọn, chọn thầy chữ wish. Thôi thầy nói là chữ wish là gì, chữ wish có dấu phẩy ngay đây, dùng để thay thế cho vế phía trước, dùng để thay thế nguyên cho vế phía trước, nó sẽ dịch nghĩa là gì, cái điều mà, cái điều này, được chưa, cái điều này đó, được chưa bạn. Ví dụ thầy sẽ cho câu ví dụ đó chính là cái gì, cái okay, câu này đơn giản nè, chúng ta đang bảo vệ, chúng ta đang cố gắng hết sức để duy trì giữ gìn cái môi trường sống tự nhiên, điều này sẽ giúp bảo vệ trái đất chúng ta, được chưa đó, ok ha đó. Hoặc là một cái ví dụ nữa, học sinh của tôi lúc nào cũng nói xạo, điều này khiến tôi giận dữ, được chưa, dấu phẩy rồi chữ wish, khiến tôi giận dữ, hiểu chưa các bạn đó, ok ha. Một câu rất là thời sự luôn á, được chưa. Ai mà chưa nắm cái này thì liên hệ thầy ha, bởi vì lớp mình cũng có một số bạn mới, thầy cũng không nhớ bạn nào bạn mới, chỉ mới biết sơ sơ một vài bạn thôi. Bạn nào mà chưa hiểu cái chữ wish mà thay thế cho vế phía trước thì vui lòng liên hệ thầy, ok ha. Thì nhưng mà hiện tại cứ trẻ bộ cái câu, cái bài này các bạn không như biết nghĩa đi, các bạn làm vẫn được, bởi vì làm sao biết, có dấu phẩy cái này rồi chấm chấm, chọn thầy chữ wish nhanh gọn à, ok ha. Rồi xong 49 câu, nãy giờ xong 25 câu, 25 câu trước thì tí nữa thầy sẽ gửi video cho các bạn coi. Bây giờ mình sẽ sang cái phần tiếp theo đi, đó chính là phần collocation. Thầy đã làm cho lớp kia câu số 10 rồi. Rồi bây giờ sẽ làm câu số 11 nha. Câu số 11. Câu 11, collocation nha các bạn. Thầy hiện tại là thầy đã tổng hợp được hình như là cũng cả mớ collocation, để thầy coi bao nhiêu câu. Thầy tổng hợp được 58 câu collocation, rất là nhiều. Bởi vì collocation không biết ra cái gì hết, nó có rất là nhiều. Cho nên lần này thầy sẽ gọi là cho các bạn 58 câu collocation đó, đề thi chúng cái nào thì quẹt cái đó và xác suất ra khá là cao. Được chưa? Rồi, câu số 11 thầy nè. Chọn lùi cũng được, mấy đứa không sao. Phúc làm thầy đi Phúc. Dạ thầy. Nãy vừa mới làm luôn á, nãy vừa mới nói luôn á. Ôi chà. Câu D thầy. Tại sao chọn câu D? Dạ. Tiền lương của giáo viên. Ồ tiền lương hả? Tiền lương hả? Income là tiền lương hả em? Dạ thu nhập em. Thu nhập vậy em chơi, em chọn thu nhập hay là em chơi tiền lương? Dạ em chơi câu B. Ủa sao, nhưng mà tại sao cái này không dùng thu nhập? Why?
dịch nó vậy. Dịch nó vậy là sao? Như vậy bộ thầy nói là gì? Tiền thu nhập của giáo viên sẽ tăng trung bình 1.000 theo nếu mà đi theo cái đề xuất đó. Được chưa? Đó, mình dùng thu nhập cũng được mà, nhưng mà tại sao cái này không được dùng thu nhập? Nhưng mà làm cũng làm ẩu, đúng không? Cái này vừa mới nói chưa? Cũng làm ẩu. Đó. Được chưa? Thì con này tiền lương của giáo viên sẽ tăng trung bình 1.000 đô nếu mà theo cái gì đây, theo cái đề xuất. Được chưa? Tăng trung bình là 1.000 đô. Được chưa? Thì ở Việt Nam thì không tính đô, nhưng mà ở nước ngoài tăng 1.000 đô. Được chưa? Thì này chắc chắn là tiền lương rồi. Thu nhập thì không thể là 1.000 đô được các bạn. Thu nhập ở nước ngoài này rất là nó cao hơn Việt Nam nhiều rồi. Có thể là thu nhập có thể 80 mấy ngàn, mấy chục ngàn đô một năm, chứ không thể là thu nhập 1.000 đô một năm được, không thể. Ở Việt Nam thì có thể, đúng không? Nhưng mà ở nước ngoài thì không thể là thu nhập 1.000 đô một năm, thì phải dùng cái tiền lương. Được chưa? Tiền lương của giáo viên sẽ tăng, chữ rise này thay vì là tăng nha các bạn. Sẽ tăng trung bình. Được chưa? 1.000 đô. Ok ha, chữ under the proposal khỏi còn biết nghĩa. Đó, chơi gì thấy sai một câu mà câu này vậy chưa? Vậy rồi, vừa mới nói luôn. Quay là tiền công này, income là tiền thu nhập rồi. Rồi, em gọi là em xé nháp câu 11 ha, rồi làm thay câu 12 thử ta coi. Câu 12 đã cho làm rồi đó Phúc. Phúc. Làm tới câu 12 coi. Phúc, mở mic lên đi em. Dạ, thầy là câu B. Tại sao chọn câu B? Nhưng sao không chọn câu A, không chọn câu C mà không chọn câu D? Cái này em chọn theo quán tính đó hả? Chọn gì? Chắc là em chọn thấy cái từ nào em biết em đang quăng vào đúng không? Dạ. Yeah. Đó, nhưng mà thầy đã dạy rồi. Câu này thầy chọn gì có mấy đứa không? Không chọn câu B. Câu này thầy dạy mấy đứa rồi. Câu 12 chọn gì? Cho mấy đứa coi video rồi á. Mà mấy đứa kiểu như mấy đứa viết xong là mấy đứa học nó cũng như không à, thấy không? Nhà thầy đang thầy này bữa giờ thầy kiểu như là thầy cũng đang thắc mắc, thầy kiểu như là thầy cũng đang đặt ra câu hỏi. Là thầy gửi video của mấy đứa coi như vậy thì kiểu như mấy đứa làm để chơi, đúng không? Đó, cho nên lý do tại sao lúc nào thầy gửi video thầy cũng nói các bạn coi là coi cho nó trót lọt, coi nó coi y chang như các bạn học trực tiếp như vậy đó. Mà các bạn coi mà các bạn viết như vậy thì cũng như không à. Đó, cho nên là sang học kỳ 2 thầy sẽ làm rất là gắt nha. Đó, sang học kỳ 2 là tới thầy có thời gian thầy chuẩn bị, cho nên chắc chắn nó sẽ chặt chẽ hơn. Thầy hiện tại cảm thấy nó vẫn còn lỏng lẻo quá. Đó, cho nên là ráng hết học kỳ 1 đi, sang học kỳ 2 thì không còn cái tình trạng này nữa đâu. Bởi vì các bạn học xong bạn quên sạch à. Thì câu này chọn gì mấy đứa? Câu 12 chọn gì không phải có B. Ủa alo. Vậy rồi má. Thôi, chờ vậy xong mà tôi nó cũng quên sạch luôn nghe trời. Have a good day. Comment of something là giỏi về cái gì đó. Giỏi về gì đó. 9:15 rồi, mình học thêm 15 phút nữa các bạn, bởi vì hôm nay học trễ. Giỏi về gì đó. Thì câu này dịch là gì? Với cái việc mà giỏi cả tiếng Việt và tiếng Anh thì cô Loan được chỉ định cái công việc đó chính là thuyết trình, trình bày miệng cho cái gọi là cái chuyến thăm những cái phái đoàn Mỹ. Được chưa? Đó, những cái từ vựng còn lại khỏi không biết. Đề thi mà ra câu này thì chọn nhớ mặt chữ rồi chọn thầy thôi. Mà thật sự là một câu tiếng Anh mà một người nào mà soạn cái đề này mà tới giờ vẫn còn sử dụng chữ Miss Loan là thấy rất quốc. Thật sự là Loan là cái tên riêng mà nước ngoài thầy đã từng nói các bạn rồi. Không ai dùng mà Miss Loan như vậy hết trơn á. Phải là gì tên thì một là gì tên họ. Miss Nguyễn, Miss Võ, Miss Trần. Được chưa? Hai là lấy cả nguyên tên, cả nguyên cái tên dài luôn. Đó. Chứ không ai là Miss Loan hay là cái trên giường các bạn nó là Miss Hoàng hay là Miss Châu là sai hoàn toàn. Thầy gọi là có Miss Mr. Duy không? Miss Nguyễn nha. Không có Miss Duy đâu. Ờ Miss Duy đâu, Mr. Duy đâu. Tổ lô không à. Rồi ok, câu 12 ha, còn mấy từ còn lại không biết, chỉ còn biết những từ quan trọng thôi. Have a good comment of something, giỏi về cái gì đó. Rồi. Tiếp tục câu số 13. Câu số 13 thầy nhớ là nó ra trong đề thi à nó có ra trong cái đề thi vừa rồi, cái vừa đề thi đợt 2 của trường Phan Châu mấy đứa. Câu 13 nè. Ai đây? Tường Nam thầy có 13 đi Tường. Em đó là. Ừ, câu này chọn gì? Thầy câu 13. Chọn lùi. Ừ.
không biết làm thì chọn lùi. Ừ. Cô E này. Tại sao chọn A? Sao chọn đúng hay vậy? Chọn lùi hả? À, chọn lùi. Ôi, sao chọn lùi xong chọn hay vậy? Ngộ ghê ha. Nãy giờ tính ra là mấy đứa chọn lùi không có đứa nào mà chọn trật luôn á. Hay vậy? Hay nãy giờ có research? Nãy giờ có sợ ông tưởng chọn lùi với thầy. Ừ. Thầy nói với mấy đứa nha, từ nay về sau học cách trung thực, bài này bài nào thầy cho thì cứ nói không biết thầy chửi. Ờ, nhanh gọn vậy thôi đó, chứ đừng sợ chỉ mất thời gian rồi mất công mà thầy lòi ra tùm lum tùm la nữa, khỏi ha. Câu này đó chính là gì? Ngành du lịch đang thay đổi nhanh chóng khi những cái điểm đến về tự nhiên, di sản và giải trí nó đang trở nên càng ngày càng quan trọng. Và khi đây là những cái ngành du lịch truyền thống nó bị ép buộc, gọi nó buộc phải gọi là meet requirement, mang nghĩa là gì các bạn? Meet requirement mang nghĩa là gì, các ai biết không? Đáp ứng những cái yêu cầu. Các bạn viết vào thầy, bởi vì cái tay thầy nó đang tê quá, thầy gõ nó bị khó chịu quá, cho nên các bạn viết vào thầy nha. Meet requirement đó chính là đáp ứng những cái yêu cầu. Đề thi vừa rồi đợt 2 của trường Phan Văn Châu ra cái chữ meet requirement này nè. Mà thầy để ý năm nào trường Phan Văn Châu cũng ra cái câu này hết trơn, ngộ ghê luôn. Meet requirements, đáp ứng nhu cầu. Còn mấy cái quỹ còn lại khỏi còn quan tâm. Chỉ cần quan tâm câu trả lời đúng. Đề thi mà mấy đứa nhớ mặt chữ mấy đứa chọn. Ừ, vậy đi. Là buộc phải đáp ứng những cái nhu cầu môi trường ngày càng khắc khe hơn. Được chưa? Đó. Còn tại sao là phải đáp ứng những cái yêu cầu về môi trường? Được chưa? Bởi vì hiện tại là ngành du lịch gọi là ngành du lịch không khói, đúng không? Nhưng mà thật sự nó vẫn gọi là có ảnh hưởng nhất định, một ảnh hưởng tiêu cực nhất định đối với cái môi trường. Đặc biệt là ví dụ như là mình gọi là sử dụng những cái tài nguyên, những cái danh lam thắng cảnh nhiều quá, hoặc là mình khai thác nhiều quá du lịch, thì chắc chắn mình sẽ có những cái gì đấy, kết quả là gì, rác thải nè, được chứ, rồi cũng có khí thải này nọ, đốt này nọ, các kiểu cũng có, được chứ, đó, hoặc chặt phá rừng để xây dựng cái resort, thì chắc chắn gọi là ngành du lịch không khó, nhưng thật sự nó cũng có ảnh hưởng tới môi trường, được chứ, cho nên buộc phải là gì, những cái ngành du lịch truyền thống là buộc phải gọi là đáp ứng những cái nhu cầu khắc khe, ngày càng khắc khe hơn về môi trường, được chứ, nhớ thầy chị mít ha. Rồi tiếp tục câu số 14 nè, câu số 14 thầy làm luôn ha. Đó chính là những cái tình nguyện viên có thể được yêu cầu, đó chính là lấy một cái bằng, một cái chứng chỉ chữ thập đỏ để phục vụ trong bệnh viện nè, hoặc là những cái tổ chức y tế nè, hoặc là cung cấp gọi là kiểu như là giúp đỡ những cái người giúp đỡ thiên tai, được chưa? Đó, provide disaster relief, thay vì đơn giản là gì, đó chính là hỗ trợ thiên tai, được chưa? Đó, hỗ trợ nỗi đau thiên tai. Được chưa? Thì câu này là gì? Những tình nguyện viên có thể được yêu cầu kiểu như là lấy, hoặc là kiểu như là có được cái bằng chứng thập đỏ. Được chưa? Bởi vì các bạn nên nhớ là để làm, các bạn làm những cái tổ chức lớn, ví dụ như là bệnh viện hay là những cái tổ chức mà nó có tên tuổi, thì buộc các bạn cũng ít nhiều các bạn phải có bằng cấp. Chứ không phải là đôi khi những cái mà đơn giản, ví dụ mình đi từ thiện không á, thì nó đơn giản thì ông nói không còn bằng cấp hay gì hết. Nhưng mà tổ chức lớn, ví dụ như liên quan về gọi là Hội chữ thập đỏ Việt Nam, thì có thể bị yêu cầu, đó chính là phải có những cái chứng chỉ về Hội chữ thập đỏ, được chưa? Đó, bởi vì nó cũng phải gọi là mình tình nguyện, nhưng mà mình phải đâu phải là mình là người bình thường mà mình thích đi tình nguyện là được đâu, không được. Nó phải có gọi là bằng cấp, hoặc nó có gọi là những cái kỹ năng nhất định, được chưa? Đó, thì mình sẽ có những cái chứng chỉ trong ABCD, cái nào là chứng chỉ mấy đứa? ABCD cái nào là chứng chỉ? Ai biết? Đề. Câu B, chứng chỉ nha. Đó, các bạn, mấy bạn nào chọn có D không? Không phải đâu nha. Đó, câu B đó chính là chứng chỉ này. Diploma đó chính là cái bằng cấp. Nhưng mà các bạn nên nhớ, đó chính là bằng gì? Bằng này đó chính là bằng tốt nghiệp. Được chưa? Biết bà thầy, diploma đó chính là bằng tốt nghiệp. Hai là bằng tốt nghiệp, nhưng mà bằng tốt nghiệp đối với trường hợp là nó chỉ có 1 tới 2 năm, ví dụ như là cao đẳng. Được chưa? Diploma là những cái bằng mà nó có gọi là học vấn mà nó ngắn. Những cái bằng học vấn ngắn. Đó, ví dụ như là cấp 3 nè. Được chưa? Hoặc là cao đẳng nè. Còn cái degree là gì? Là bằng đại học. Nhớ thầy nha, degree là bằng đại học. Được chưa? Trong cái này chứng chỉ ví dụ như là gì?
những cái ví dụ như là mấy mấy đứa học sinh giỏi đi là certification đó. Còn sau này mấy đứa học xong năm nay, mấy đứa học hết 12 thì chắc chắn mấy đứa sẽ nhận bằng tốt nghiệp, đó chính là chữ diploma. Được chưa? Còn sau này mà thầy trước thầy tốt nghiệp thì chắc tốt nghiệp đại học thầy sẽ dùng chữ degree. Bởi vì thầy tốt nghiệp đại học chứ không phải thầy tốt nghiệp cao đẳng hay là trung cấp nghề. Được chưa? Trung cấp nghề thầy dùng diploma. Được chưa bạn? Những cái này thì kiểu như nó bị gọi là nó bị rối rắm chút xíu. Nhưng mà đề thi nó ra thì nó ra những cái gọi là dễ nhận biết. Certification đó chính là chứng chỉ. Đó, chứng chỉ gọi là học nghề nè, hoặc là chứng chỉ chữ thập đỏ nè, đó certification. Cho nên ngoài các bạn biết được cái này chứng chỉ, cái này là ngành kiểu như là cái bằng ngắn hạn nè, còn cái bằng mà học học vắn ngắn nè, degree là bằng học vắn dài nè, ví dụ như 4 năm nè, 4 5 năm trở nên nè, thì các bạn buộc các bạn phải phân tích được cái câu này, à cái bằng này đang nói về bằng gì, cái chứng chỉ gì, để chỉ rõ ràng. Hội chữ thập đỏ thì chắc chắn không thể cái câu A và câu D được, phải là cái chứng chỉ. Được chưa? Đó, còn license là gì mấy mấy đứa? Đó chính là giấy gì? Giấy phép. Nhớ nha, license là gì? Giấy phép. Và ta có driver license, đó chính là gì? Giấy phép gì mấy đứa? Giấy phép lái xe. Ừ, giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe nha, chứ không phải giấy phép lái máy bay nha quý vị nha. Giấy phép lái xe, driver's license. À, hình như đề thi nó một năm. À, cái này chưa ra. Hình như là chưa năm nào ra hết. Có thể năm này nó ra. Đó, có thể năm này nó ra. Nó ra gì? Driver chấm chấm chấm. Chọn license. Những năm trước là gì? Chấm 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 chấm. A, B hoặc là D. Chứ chữ license nó chưa ra. Nha mấy đứa. Đề thi đại học đó nha. Thật ra tính ra mấy đứa, thầy chạy xe trước giờ thầy chưa có cái driver license luôn mấy đứa. Hiện tại thầy đang tính mua luôn á. Bạn nào mà kiểu như là muốn thi bằng lái thì giờ mua luôn mấy đứa, mua đâu triệu mấy. Chứ thi cũng tốn thời gian lắm, thầy mệt lắm. Thầy ghét thi cử lắm. Rồi câu số 15 này, à câu này vậy rồi. Có bạn nào chưa kịp chỗ nào không? Có ai chưa kịp không? Có ai chưa kịp chỗ nào không quý vị? Ladies and gentlemen, có ai chưa kịp chỗ nào không? Mình làm câu này ha, rồi mình nhảy sang mấy cái bài về hội thoại đi. Được chưa? Câu số 15. Ai làm đây? Trinh nè. Chính làm thầy câu số 15 đi Trinh. Câu này dạy rồi. Ủa Trinh có biết không em? Hồi nãy em kêu có biết rồi á. Rồi Trinh đi đâu nữa rồi? Ok Trinh đây lại rồi. Rồi ok câu 15 làm thầy nè. Câu này có chữ đem bịt nè. Đó có chữ đem bịt. Đi theo động từ nào? Nếu mà không nhớ thì lụi. Không nhớ thì lụi. Mày mày đó, thầy nói với bạn rồi, đó chính là cái gì nhiều các bạn chọn mày, nhưng mà trong trường hợp này không chọn mày. Ủa là chọn gì mấy đứa? Vậy là đúng, Ừ, đu, đúng rồi, thầy dạy rồi. Do damage, ủa vậy chứ, vậy rồi, đúng không? Vậy không phải lần thứ một đầu tiên, lần thứ đây lần thứ ba mình gặp lại rồi đó Trinh. Thật sự, đây lần thứ ba thầy nói các bạn rồi đó. Các bạn nhớ do damage to. Đó chính là gây hậu quả, gây thiệt hại. Rồi chưa, gây thiệt hại. Thì câu này các bạn chỉ dịch là gì? Cái cơn bão nó đã gây nhiều thiệt hại cho làng của tôi, còn về sau khó không quan tâm. Nghĩ mệt nhanh gọn. Bởi vì giờ thầy cho các bạn tự bận rồi các bạn cũng không học, cho nên khỏi còn tốn thời gian. Gây thiệt hại. Do damage to. Đó để, nhưng mà thầy nghĩ đề thi nó không thể nào nó ra một lần là thúc đích rồi mát đâu mấy đó. Thầy nghĩ ra là ít nhất là nó chỉ ra một là đích hay là mát thôi, thì mình chọn lựa một trong hai cái. Được chưa? Chứ ít khi nó ra ba trường hợp ba cái này lắm. Được chưa? Đó cứ nhắm mắt chọn đại thầy, một là thúc đích họ mát thôi. Rồi, một số cụm đi theo chữ do. Do damage to. Rồi do someone a favor. Cho ai đó một cái ân huệ là giúp đỡ ai đó, đúng không? Cho ai đó một ân huệ là giúp đỡ ai đó. Rồi, xong ha. Vậy nãy giờ làm nó được có 5 câu à. Giờ mình sẽ làm thêm mấy câu này. Có ai chưa kịp chỗ nào không? Giờ mình sẽ làm mấy câu đồng nghĩa nữa đi mình nghĩ. Có ai chưa kịp không? Hai. Ừ, hỏi em, nói có chưa kịp chỗ nào? Đấy, cái câu 10 với là câu 12 nãy mẹ em lát mà em bị mất chỗ đó thôi. À câu 10, câu 12 nãy giờ chưa làm. À câu 10. Câu 10 là thầy chưa làm nè. Câu 10 là lớp kia thì mình sẽ coi video lớp kia. Câu 11 em coi chưa em? Câu 11 em biết chưa? Rồi câu 12 là gì? Câu 12 là gì? Have a good comment of something nha em. Giỏi về cái gì đó nha Đan. Rồi. Rồi viết vào thầy ha. Viết xong chưa? Hay đang viết?
Rồi. Thầy nói lại thầy. Nè, thầy có cái màu xanh này đây nè, đó, have a good comment of something là giỏi về gì đó nha. Đó, viết vào thầy ha. Đó, nhớ cụm này. Ai mà chưa kịp chỗ nào thì nói lên giống vậy nha thầy nha, để thầy nói lại chứ đừng có kiểu như là bỏ. Rồi, kịp chưa Đan? Rồi, ok, bây giờ mình nhảy sang cái phần tìm từ đồng nghĩa ha. Tìm từ đồng nghĩa với chữ efficient, tìm từ đồng nghĩa nha. Từ đồng nghĩa có chữ closest, từ trái nghĩa chữ opposite thì ai cũng biết rồi. Câu này thầy em ơi, Tâm làm thầy đi Tâm. Câu này em dịch nè. Tâm. Ủa Tâm ơi, Tâm, hay Tâm đi đâu nữa rồi? Tâm nãy có vô mà. Rồi đi đâu rồi? Thầy mời Thảo Nguyên nè, Thảo Nguyên hôm nay có biết không? Có mà, Thảo Nguyên làm thầy đi, Thảo Nguyên. Thảo Nguyên. Ủa thầy chỗ này xem kiếm thấy thầy. Tìm từ đồng nghĩa. Đây tìm từ đồng nghĩa trình in nè. Dưới câu 58 nè. Ồ cái thêm lần này nữa kiểu như là thầy quên đánh dấu chấm mất tiêu rồi. Thầy rồi. Thảo Nguyên đâu rồi Thảo Nguyên? Dạ em đây thầy. Rồi. Dạ, bạn Tâm quay lại chưa? Rồi, Thảo Nguyên làm thầy câu số 1 này dịch nè. Dạ thưa thầy là cái advert là gì thầy dạy rồi? Nó là từ viết tắt của advertisement đó em. Advertisement là gì? Advertisement mà cũng không biết nghĩa luôn hả? Đây nè. Cái từ này là từ mầm non á nha. Mà không biết luôn hả? Quảng cáo. Ừ, cái quảng cáo thì từ viết tắt này, từ viết tắt này những cái quảng cáo trên Facebook dường như ở đây. Dạ, trên Facebook dường như có hiệu quả hơn cái billboard. Không biết thì để sau thầy dạy một lần rồi á, không nhớ nghĩa để đó. Hoặc gì đây? Hoặc cái quảng cáo của TV. Bởi vì nó sau đây là because of mà sao em dịch là bởi vì? Bởi vì mà còn nó nữa. Đây là sở hữu mà. Sau because of nó là gì Thảo Nguyễn? Các bạn bị cái là các bạn dịch lướt không mà. Các bạn coi từ từ thầy rồi phân tích cho nó, dịch cho nó phù hợp. Chứ because of là gì? Sau because of nó phải là gì? Bởi vì cái số lượng. Số lượng người dùng. Gì nữa? Số lượng người dùng như thế nào? Enormous là gì? Vừa mới nói rồi. Vì số lượng người dùng lớn. Ừ, số lượng người dùng khổng lồ hoặc lớn, được chưa? Vậy tìm từ đồng nghĩa với cái này đang tích cực đúng không? Thì đồng nghĩa với efficient là gì? OB, successful, đang đơn giản, được chưa? Đó, ok ha. Rồi, thì cái này nói gì? Nó hiệu quả hơn là nó thành công hơn các bạn, được chưa? Successful. Rồi, tiếp tục câu số 2 thầy nè. Câu số 2 đây đang tìm từ trái nghĩa cái nào đây? Chữ emerge mấy đứa, chữ emerge. Emerge. Rồi câu số 2 thì mời Kỳ Duyên làm thầy câu số 2 đi. Kỳ Duyên. Ồ Kỳ Duyên hình như là Kỳ Duyên với Xuân Mai là hình như là vào trễ cho nên cho sợ không biết cái từ này, có biết từ này không. Thôi mời Kim Loan đi. Kim Loan nè. Cái này đã học rồi. Kim Loan coi đó không em? Em có nhớ chữ emerge mà nghĩ là gì không em? Yeah. Quên đúng không? Đó, yeah. Chưa? Học xong rồi quên sạch. Mà cái từ này xuất hiện trong đề thi nha em. Rồi, thầy cho em làm câu 3. Chữ advent là gì em? Thứ này là xuất hiện. Sự xuất hiện chọn câu gì luôn, rẹt rẹt. Thứ này là coming. Rồi, dịch thầy nè. Thứ này là nè, em coi này, it was the that nè. It was that. Đây là câu trẻ thầy đã dạy em rồi. Dịch là như thế nào đây? Chính là cái gì thầy đã dạy các bạn câu trẻ với lần này lần thứ mấy rồi thầy nói các bạn rồi. It is, it was rồi chữ that này là chính là cái gì đó. Mình đang nhấn mạnh cái vế trước, được chưa? Dạ. Yeah. Chính là sự xuất hiện của TV. Sự ra đời. Sự ra đời của TV. Mà nó đã thật sự gì đây? Mà nó đã thật sự biến đổi. Support me. Thật sự biến đổi ở đây nó chính là những cái vận động viên thể thao, đơn giản vậy thôi, được chứ? Các bạn nên biết là nhờ vào TV thì chắc chắn là gì, nó sẽ gọi là những cái môn thể thao thì nó sẽ được phổ biến rộng rãi hơn,
được chứ? Đó thì cái này phải chọn gì? Coming hoặc là chữ arrival. Nếu mà không là chữ coming thì nó sẽ là chữ arrival nha mấy đứa. Được chưa? Đó, it was the advent, đó chính là cái sự ra đời. Chứ thầy không gì là sự đến. Sự đến là sự gì? Trên trường mấy đứa toàn chữ sự đến thôi mà. Cái sự ra đời. Coming hoặc là arrival. Được chưa? Rồi, câu 2. Kỳ Duyên có biết làm không? Không Kỳ Duyên. Có biết nghĩa em vào trễ nhưng mà có biết chữ emerge là gì không? Ok, Kỳ Duyên đâu rồi? Hoa hậu Kỳ Duyên nè. Ôi cha mà ơi, Kỳ Duyên đâu rồi? Kỳ Duyên có đó hay là Kỳ Duyên hôm nay không có mít? À Kỳ Duyên không có mít, ôi cha. Rồi còn Xuân Mai thì như thế nào? Rồi toàn ca sĩ là người mẫu hoa hậu không? Yeah. À ôi bé Xuân Mai đâu rồi? Câu số 2 em biết nghĩ gì emerge gì không? Dạ là sự nổi lên. Nổi lên. Được chưa? Đó thì câu này chọn gì? Dạ chọn B. Nổi lên hoặc xuất hiện các bạn ha. Thì câu này dịch là gì? Đó chính là những cái cơ sở hạ tầng gọi là y tế công cộng của quốc gia này thì nó kiểu như là bị chuẩn bị nghèo nàn. Được chưa? Đó, kiểu như là nó đang bị chuẩn bị nghèo nàn cho cái dịch bệnh, những cái vấn đề dịch bệnh sắp nổi lên. Được chưa? Đó, của cái thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Được chưa các bạn? Đó thì câu này là câu nó đã được dự đoán, cái câu này dự đoán cái Covid đó mấy đứa. Câu này nó đã xuất hiện mấy năm trước rồi mà giờ nó rất là chuẩn nè. Đó thì thế giới nó ngày càng phát triển nhanh thì nó sẽ có dịch bệnh này, ghê chưa? Dịch bệnh ngày nó đang nổi lên, nó chuẩn bị xuất hiện nè. Emerge là gì? Đó chính là nổi lên, trồi lên. Emerge là gì? Nổi lên, trồi lên, đúng không? Đó, nổi lên, trồi lên, nó xuất hiện á. Được chưa? Thì có chữ emerge thì tìm từ đồng nghĩa là chữ appear cho thầy. Được chưa? Đó, appearing. Mấy giờ rồi? Thôi, học tới hôm nay thôi. Để cho mấy đứa nghỉ ngơi, rồi cái tay của thầy nó bị sao rồi mấy đứa ơi. Rồi, xong ha. Ok nha.